oán nghiệt, con danh, con lộn. Tác giả Mi Tỷ Tỷ. Đào giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã là 2 giờ sáng. Đã gần một tuần nay cô bị tỉnh giấc giữa đêm khuya bởi những cái cơn ác mộng chập chờn. Cô đưa tay lau đi những giọt mồ hôi ở trên trán, hít thở thật sâu để trấn an bản thân, rồi nhẹ nhàng nằm xuống dỗ dành giấc ngủ. Từ ngày mẹ mất, cuộc sống của Đào trở nên ngột ngạt và đáng sợ. Cha của cô thì bỏ đi biển biệt. Trong căn nhà rộng rãi vốn dĩ đã lạnh lẽo, tiêu điều, nay lại trở nên u ám, vắng lặng, khi chỉ còn Đào sống bên cạnh bà nội như là hai cái bóng lặng lẽ. Ngày trước, ông bà nội của Đào cũng nổi tiếng nhất cái làng này là lắm tiền nhiều của, cay nghiệt, tàn độc với kẻ ăn người ở. Dù có ăn thừa đổ đi thức ăn cho chó cũng chẳng bao giờ ông bà làm phúc bố thí cho những người ăn mày nghèo khổ. Ấy lỡ nhà nào mà túng thiếu, ốm đau bần cùng phải đến cầu cạnh, lạy lục vay mượn, thì bà nội của Đào lại xúc xiệp, đay nghiến mà chửi rủa người ta không tiếc lời, và cho vay với cái giá lời cắt cổ. Ấy chẳng biết là do có phải tàn ác hay vì cái lý do nào đó mà ông bà lấy nhau cả chục năm không có nổi một mụn con. Rồi chuyện cần đến cũng đến, ông nội của Đào lấy lý do bà không sanh nở được, dẫn về nhà một cô vợ bé kém ông 17 tuổi. Người ăn kẻ ở trong nhà bàn tán xì xào, bà vô tình nghe được, thì ra cô vợ bé ông nội dẫn về là con một người nông dân thuê ruộng của nhà. Vì vợ đau ốm không có tiền thuốc thang, đã vay tiền của ông bà hẹn đến mà không có tiền trả, cho nên ông nội bắt cô con gái út mới 18 tuổi của nhà người ta về làm vợ trừ nợ. Bà nội của Đào khó chịu nhưng cũng không dám lớn tiếng hay ý kiến gì, vì sợ cái uy danh và sự nóng nảy của ông. Nếu mà chọc tức ông á, thì ông sẽ đánh bà chết chứ chẳng có nương tay. Ông đã từng đánh chết bà Năm, người làm, vì vụng về lau dọn làm bể cái bình cổ của ông. Nói về cái cô gái kia, từ ngày về làm bà hai trong nhà được ông cưng chiều lắm. Kẻ hầu người hạ thì cô đã quên đi sự nghèo hèn của mình và có phần kênh kiểu lớn tiếng thị uy quát nạt người làm và tôi tớ trong nhà. Bà nội của Đào thấy thế thì giận lắm, nhưng vẫn cố nín nhịn chờ đợi cơ hội để dạy cho cô ta một bài học, vì dám coi thường sự tồn tại của bà. Ấy thế rồi bà hai có thai. Nghe cái tin ấy, bà nội của Đào tím mặt, lo lắng sẽ không còn chỗ đứng trong cái nhà này. Nhưng không, ông nội của Đào vẫn để cho bà cái quyền cai quản trong nhà như là một sự ban ơn vậy. Với bản tính cay nghiệt độc ác, bà tìm đủ mọi cách để hãm hại bà hai và cả cái thai trong bụng. Nhưng như hiểu ý định của bà nội, ông đi đâu cũng đưa bà hai đi, luôn luôn dành cho bà ấy cái ánh mắt nghiêm nghị răn đe. Thời cơ một ngày cũng đến, bà hai mang thai đến tháng thứ 9, ông nội có việc phải lên huyện để dự đám cưới con của một người bạn cũ. Ông muốn đưa bà hai đi cùng, nhưng do bà này sắp tới ngày sinh nên buộc lòng phải để lại nhà. Bà nội của Đào như mở cờ trong bụng, suy nghĩ tàn độc bỗng xuất hiện trong đầu. Đêm hôm ấy, bà lẻn vào phòng của bà hai, mang thêm chị Lành, vốn là một người làm mà tin tưởng. Bà hai run rẩy sợ hãi van xin, nhưng bà nội của Đào lạnh lùng cùng với chị Lành ép bà hai uống hết một chén nước đen ngòm ngòm, có cái mùi hăng hắc. Một tia chớp sáng rạch bầu trời, kéo theo mưa rông sấm sét ầm ầm, trời mưa như chút nước. Ấy có lẽ ông trời không bằng lòng với cái âm mưu tàn độc mà bà nội của Đào đã chuẩn bị thực hiện. Bà nội của Đào và chị Lành
lạnh lùng rạch bụng bà hai, lôi ra một đứa bé trai mũm mĩm. Không để cho đứa bé kịp cất tiếng khóc chào đời, bà nội của Đào lạnh lùng nghiến răng bóp cổ đứa bé cho đến khi mặt mày đứa bé tím tái, rồi ném mạnh xuống nền nhà. Quay lại bà hai, bà lạnh lùng rạch vào mặt bà ta những vết chằng chéo cho thỏa cơn uất hận kìm nén trong lòng bấy lâu. Rồi không ai bảo ai, hai người dọn dẹp mang xác bà hai và một số quần áo trang sức chôn dưới gốc cây mận trong vườn sau nhà. Quay lại vào buồng, bá nhặt đứa bé lên nhìn chằm chằm vào nó, và bà nhìn thấy một cái vết bớt đen trên bù đùi bên phải, vội vội vàng vàng đem ném vào chuồng chó. Trong chiếc chuồng chó đó là hai con chó bẹt dê hung dữ bà nuôi gần năm nay. Bà và ông, ngoài hai người ra, không một ai trong nhà dám đến gần cái chuồng chó, vì cứ đến gần là nó lồng lộn, nhe răng gầm gừ, chỉ trực thoát ra để vồ lấy mà ăn tươi nuốt sống. Xong xuôi đâu đấy, bá quay lại dặn dò chị Lành, rồi cả hai về nhà bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Vừa đặt mình nằm lên giường thì bà nội của Đào hốt hoảng khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Cái tiếng trẻ con khóc lúc gần, lúc xa, lúc vang vọng, lúc như ngay bên tai, lúc thì khàn đặc lại. Bà nội của Đào nghĩ, hay là đứa bé chưa chết, nhưng không thể có chuyện đó được, chính tay bà đã bóp cổ chết nó rồi cơ mà. Rồi bà bỏ qua, chìm dần vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, ông nội về nhà, ông ấy như phát điên lên khi tra hỏi mọi người. Và chị Lành nói khuya hôm qua thấy bà hai bỏ đi, nhưng chị đi theo thì bị mất dấu. Từ hôm đó, căn phòng của bà hai được khóa lại. Ấy nhưng cũng từ đó, trong nhà xảy ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên là hai con chó dữ cứ sủa đêm, ai đến gần chúng cũng sủa. Cứ đêm đến là chúng cứ sủa như là có người đến gần, ấy rồi lại rên dư dử, thậm chí ru rú lên lồng lộn, rồi gầm gừ ở trong chuồng. Tiếp đến là chị Lành bỗng dở điên dở dại, lúc mê, lúc tỉnh, lúc khóc, lúc cười. Và kỳ quái hơn là chị cứ ôm cái gối, vỗ về mà hát ru. Lúc tỉnh táo, chị lại kể cho bà nội Đào nghe là chị gặp bà hai về, rồi đòi con, rồi bắt đền mạng. Nhưng bà nội gạt đi, cho là chị bị ảo giác. Và rồi chị Lành thắt cổ chết ở cây mận có chôn xác của bà hai. Bà nội xanh mặt khi nhìn thấy xác của chị Lành treo lủng lẳng, mắt mở trừng trừng, trên mặt là những vết cào rớm máu. Vào ngày thứ 49 sau cái chết oan nghiệt của bà hai, bà nội bắt đầu hoang mang. Bà nhớ lại những cơn ác mộng mà bà gặp, và cái tiếng trẻ con khóc ré lên như tiếng mèo gào hàng đêm, rồi cả cái bóng người xõa tóc cứ lởn vởn ngoài cửa sổ phòng bà nữa. Có lẽ nào đêm hôm ấy bà vừa chợp mắt được một lúc thì cảm thấy ngột ngạt kỳ lạ, ấy rồi cảm lạnh vô cùng. Một cái hơi lạnh phả vào mặt, bà mở trừng mắt định ngồi dậy, nhưng thân thể của bà như có một cái gì đó đè nặng. Ở bên cạnh, tiếng thở của ông nội vẫn đều đều. Bà cất tiếng gọi ông, nhưng giọng nói của bà không thoát ra cổ họng được. Bà cảm giác da gà đang nổi lên rờn rợn, mồ hôi bắt đầu vã ra. Rồi bà lại nghe tiếng đứa bé khóc thét lên. Vọng từ xa xa
cái tiếng chó tru ngoài vườn theo cái tiếng gió xào xạc, rồi tiếng đập ầm ầm kèm tiếng móng tay cào vào cửa rin rít. Đáng sợ hơn là bà nội thấy một vật gì đó đang từ từ cuối giường cứ trườn trườn lên người bà, vừa bò vừa trườn, cảm giác lạnh buốt. Cái cảm giác ấy chạy dọc sống lưng của bà. Vật ấy bò lên đến bụng thì dừng lại. Hỡi ôi, bà định thần ra được thì đó là một đứa trẻ. Bà liếc mắt lại một lần nữa thì không thấy đứa bé đâu. Nó biến mất đi đâu được. Rồi lại một luồng hơi lạnh phả vào mặt. Mùi hôi tanh khó chịu chạy thẳng vào mũi, vào miệng. Rồi khuôn mặt biến dạng của bà hai lại hiện ra. Những âm thanh xa xăm vang lên. Mày sẽ phải nếm trả những gì mà mày đã gây ra cho mẹ con tao. Mày hãy nhớ lấy. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, tịch mịch. Bà nội của Đào ngồi bật dậy hoảng loạn. Bà cảm giác tức tức như là có vật gì đang cử động trong bụng mình. Sau cái đêm kinh hoàng ấy thì bà nội không gặp ác mộng gì nữa. Bà cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Ấy thế rồi bà có thai, sững sờ chết lặng khi nghe ông thầy lang nói như vậy. Nhưng ấy là sự thật. Bà lấy làm lạ vì chục năm ở bên nhau, cái hy vọng có con đã tắt ngấm trong lòng bà rồi. Bà vui lắm. Bà nội trở về nhà báo tin cho ông. Khuôn mặt cau cau có khó chịu của ông nội thay đổi tức thì. Nhưng bà nội không biết bấy giờ mới là lúc bắt đầu của mọi chuyện. Trong thời gian mang thai, không lúc nào bà có một giấc ngủ ngon lành. Những cơn ác mộng, những tiếng gào khóc la hét của trẻ con ám ảnh lấy bà. Người bà nội gầy gò xanh xao, mắt thâm quầng u ám. Kỳ lạ hơn là hai con chó cứ mỗi khi nhìn thấy bà là chúng lồng lộn, mắt đỏ vằn gân máu, gầm gừ trồm lên như bà là người xa lạ với chúng vậy. Từ khi bà nội Đào có thai, ông nội vui vẻ hẳn. Ông hay đi coi hát, đánh tổ tôm cả ngày, có khi cả đêm không về. Cho đến một tối nọ, chỉ có một mình bà nội ở nhà, tắt đèn, leo lên giường. Cảm giác nóng ruột bất an vây lấy bà. Quay mặt ra cửa sổ thì bà giật mình khi thấy cửa sổ chưa đóng. Ánh trăng sáng vằng vặc soi rõ cảnh vật bên ngoài. Lấy hết can đảm, bà nhẹ nhàng rón rén bước về phía cửa như là sợ ai đó phát hiện. Bà định bụng sẽ đóng thật nhanh cánh cửa lại. Nhưng khi tiến về phía cửa sổ, bà như chôn chân tại chỗ. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc ấy, cảnh vật hiện ra rõ ràng. Một người phụ nữ đang loanh quanh chỗ chuồng chó, mà cái bóng này nhìn quen lắm. Ấy thế nhưng kỳ lạ là hai con chó không có một động tĩnh gì. Rồi bất chợt, cái bóng quay phắt lại nhìn về phía bà, tóc xõa che hết mặt. Nhưng bà thấy rõ ràng một đôi mắt đỏ rực, chất chứa phẫn uất, căm thù. Và nhẹ nhàng, cái bóng tiến về phía bà. Bà hoảng lắm, nhưng lúc này chân tay cứng đờ, miệng ú ớ, rồi ngã vật ra sàn nhà, bất động. Sáng hôm sau tỉnh dậy, bà thấy ông đang ngồi bên cạnh với bộ mặt lo lắng. Bà kể cho ông nghe chuyện tối hôm qua bà gặp, nhưng ông cho rằng bà hoa mắt, chứ cái đất này từ xưa đến giờ đâu có làm gì lấy đâu ra ma cỏ nào. Bà hoang mang lắm, nhưng bà không dám thú nhận với ông mọi việc. Rồi bà sinh một bé trai khi đang mang thai ở tháng thứ 8. Kỳ lạ là bé trai này cũng có một cái vết bớt đen ở trên đùi phải. Bà hoàng bàng hoàng, chết lặng. Sao lại có cái chuyện này cơ chứ? Ấy nhưng bà cố gắng giữ cái nét mặt bình thản như không có chuyện gì. Đứa bé này rất kỳ lạ. Nó không cất tiếng khóc chào đời như những đứa trẻ khác. Đôi mắt của nó ma mị lắm. Nó nhìn bà chằm chằm, rồi đôi mắt ấy chuyển sang màu trắng đục, trợn ngược. Nó không bú sữa, đêm đến cứ khóc thét lên. Sang đến ngày thứ 3 thì nó chết. Ông nội bàng hoàng lắm, nhưng không nói gì, lặng lặng bỏ đi chỗ khác. Bà nội thì cảm thấy nhẹ nhàng hơn, vì bà biết
nó là một đứa trẻ không bình thường. Bà chôn cất nó tử tế và trở lại với những cơn ác mộng mỗi ngày. 2 tháng sau, một buổi trưa, có một ông đạo sĩ dừng rất lâu trước cửa nhà ông nội. Bà nội thấy lạ thì mời ông vào nhà. Ông đạo sĩ lắc đầu, bảo nhà bà hết phúc, âm khí nặng nề bủa vây. Nếu như mà để lâu, ảnh hưởng rất nhiều về hậu vận, mà không chừng còn vong mạng. Bà nội tha thiết mời ông đạo sĩ vào. Nhân lúc ông nội không ở nhà, bà kể hết sự tình cho ông đạo sĩ nghe. Nghe những gì bà nói, ông đạo sĩ mặt biến sắc, lắc đầu thở dài. Oan nghiệt, là oan nghiệt rồi. Bà hốt hoảng chưa kịp lên tiếng, ông đạo sĩ đã cất cái giọng khàn khàn. Ba cái vong bà kể, nó thành quỷ hết rồi. Ta cũng chẳng có cách gì để giúp được bà đâu. Vì cái tội nghiệp bà gây ra, đời con, đời cháu bà phải gánh lấy hậu quả nặng nề. Nói rồi, ông ta lại vội vã ra đi, như sợ hãi một điều gì đó. Bà nội nghe vậy thì sợ lắm, nhưng vẫn tự trấn an bản thân mình. Đêm hôm đó, ông nội Đào không về. Bà đóng chặt cửa nằm trong phòng, lo lắng hồi hộp. Rồi mệt quá, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng dưng, không khí ở trong phòng trở nên nóng nực, ngột ngạt một cách khó chịu. Và cái tiếng khóc, tiếng móng tay cào cấu cửa sổ lại vang lên. Bà giật mình ngồi dậy, mồ hôi nhễ nhại. Bà nhìn chăm chăm về phía cửa sổ, tiếng khóc rõ ràng hơn, lúc ai oán, xa xăm, lúc tưởng như gần ngay bên tai. Và cái tiếng khóc bỗng im bặt. Không gian ở bên ngoài trở nên im ắng. Bà cố lấy lại bình tĩnh, định kéo chăn nằm xuống, thì tiếng hai con chó tru dài rên ư ử ở ngoài, những tiếng sủa ngắt quãng rời rạc, rồi tiếng móng tay cào cấu và đập mạnh vào cửa sổ. Bà ơi, bà mở cửa cho con, mở cửa, bà ơi bà làm ơn mở cửa ra. Tiếng con lành, đúng là tiếng con lành. Bà mừng rỡ, ấy nhưng khi tiến về phía cửa sổ thì bà giật bắn người sực nhớ là con lành đã thắt cổ chết gần 1 năm nay. Vậy cái tiếng gọi kia là của ai? Bà tái mặt lập cập quay trở lại giường, nhưng bà trượt chân ngã ra nền nhà vì dẫm phải cái thứ gì nhầy nhụa, nhớp nháp, mềm nhũn và hôi tanh. Dưới ánh đèn dầu leo lét, bà cố gắng nhìn thật kỹ cái thứ vừa giống một đứa bé, vừa giống một con chó đen chũi đang lê lết về phía bà. Mắt của bà trợn ngược, sửng sốt nhìn cái thứ ấy, chính là đứa bé con của bà. Nó đang bám chặt vào chân bà mà bò dần lên. Cảm giác lạnh buốt chiếm lấy người. Rồi đứa bé biến mất. Bà chưa kịp định thần thì thấy bụng của mình đau nhói và có thứ gì cử động nhẹ nhàng trong bụng. Phía bên ngoài cửa sổ, tiếng gà gáy cất lên. Bà thở phào nhẹ nhõm, bước lên giường, nhưng không thể nào chợp mắt. Bà suy nghĩ về những việc mình đã làm. Bà nghĩ về cái chết của con lành. Lẽ nào đó là một lời nhắc nhở, cảnh cáo mà mẹ con bà hai dành cho bà hay sao? Trời đã sáng, bà nội trở dậy, bước sang gian thờ với ý định thắp hương gia tiên để cầu mong sự phù trợ nâng đỡ, tránh được những cơn ác mộng sợ hãi dày vò. Nhưng đập vào mắt bà là những mảnh vỡ của bát nhang đang tung tóe ở dưới đất, kèm theo bài vị của gia tiên nhà bà nằm ngổn ngang xung quanh. Quanh đấy là những thứ nước đen ngòm ngòm, nhảy nhụa, tanh hôi đến lợn giọng. Bà lật đật thu dọn đống đổ vỡ, thay quần áo, đi theo hướng chợ huyện. Lên đến chợ, bà đi lòng vòng với mục đích tìm bà thầy bói. Bà vừa bước vào, chưa kịp ngồi xuống thì bà thầy bói nổi tiếng chợ huyện ngẩng lên nhìn bà chân chối, rồi hốt hoảng lắc đầu, cất cái giọng khàn đục.
Muộn rồi, muộn rồi. Bà đặt tiền lên chiếc đĩa sứ. Bà thầy bói nhìn bà, nhếch mép cười, hỏi nhỏ: Sao? Muốn hỏi chuyện gì? Ta nói trước là ta không có cứu được nhà bà đâu. Bà nội đáp lại với giọng nhẹ nhàng từ tốn: Bà xem giúp gia đình tôi. Chưa kịp nói dứt lời thì bà thầy bói trợn mắt: Ta biết, nhà bà đang thờ quỷ trong nhà, cớ sự làm sao mà lại đưa quỷ lên bàn thờ mà thờ. Thôi, không có dài dòng làm gì, ta nói ngắn gọn thôi, bà đang phải chịu những gì mà bà đã gây ra. Muộn rồi, không ai cứu được nhà bà đâu. Bà nội tay chân run bánh lên, nhưng vẫn gắng gượng hỏi tiếp: Bà nói sao? Sao nhà tôi lại thờ quỷ? Bà thầy bói quát lớn: Bà thờ cái thứ con ranh con lộn trên bàn thờ nhà bà, để cho nó tác oai tác quái, xô đổ cả bát hương nhà bà đấy thôi. Hết phúc rồi còn gì. Nói rồi, bà thầy bói xua tay đuổi bà nội và vơ nhanh số tiền trên đĩa. Quay trở về nhà, thấy ông nội đang uống trà, bà nội sợ hãi nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện, vẻ mặt lo âu nhìn ông dò xét. Thấy cái bộ dáng thất thểu, vẻ mặt lo lắng của bà nội, ông gặng hỏi. Bà lấy hết can đảm kể cho ông nghe những gì mà bà đã gây ra, rồi những cơn ác mộng mà bà đã gặp phải. Trong lòng bà mong rằng nếu ông tức giận đánh chết bà đi, còn hơn là bà phải sống không bằng chết trong cái sự sợ hãi ám ảnh. Ông đập mạnh chén trà xuống bàn, mắt ông vằn lên những tia máu giận dữ. Nhưng ông không giết, cũng không đánh bà. Có vẻ như cái bộ dáng tiều tụy, mắt thâm quầng của bà làm ông động lòng thương nhiều hơn là tức giận. Rồi ông bỏ đi. Chiều hôm ấy, bà ra vườn xem xét lại mọi thứ. Khi bước tới ngôi mộ của đứa con chết yểu của bà hốt hoảng nhận ra cái mộ bị đào xới và không thấy cái xác đâu. Xung quanh dày đặc những vết chân chó. Bà bất chợt nghĩ tới hai con chó nhà ông bà, thời gian gần đây biểu hiện của chúng nó lạ lắm, bỏ ăn, gầm gừ mỗi khi nhìn thấy bà. Bước vội về phía chuồng chó, hai con chó đang nằm lồng lên, nhe răng trắng ởn gầm gừ. Đĩa cơm của tụi nó vẫn còn nguyên vẹn, cửa chuồng vẫn khóa chắc chắn. Vậy thì không thể nào là hai con chó nhà bà vào đào mộ mà ăn cái xác được. Tóc gáy của bà dựng lên khi nghĩ lại lời bà thầy bói: bà thờ quỷ trong nhà. Thôi đúng, chính là đứa con chết yểu của bà, nó là con ranh con lộn. Đích thị nó là ma quỷ rồi, nó lại còn có vết bớt giống như đứa con của bà hai. Bà nhớ lại cái thứ quái dị trong phòng bà đêm qua, bà choáng váng xê sầm mặt mày. Chính bà cũng không ngờ mọi chuyện lại trở nên kinh khủng như vậy. Đêm hôm ấy, bà thắp đèn ngồi trong phòng chờ đợi. Ngoài trời trăng 15 sáng vằng vặc, cảnh vật im lặng như tờ. Đồng hồ điểm 10 giờ đêm. Bà bồn chồn lo lắng nhìn về phía cửa sổ. Đúng như bà dự đoán, lần này bà nhìn thấy hai cái bóng. Nhìn một lúc thật lâu, bà nhận ra hai cái bóng đó chính là hai con chó bẹp dê nhà bà. Vì vùng này làm gì có nhà ai nuôi giống chó to như vậy. Quái dị hơn, chúng di chuyển bằng hai chân, đi qua đi lại ngoài cửa sổ. Hai chân trước thì cào lên lớp kính bên ngoài cửa sổ mà gầm gừ, rồi rú lên những tiếng ghê rợn. Qua lớp kính, bà nhìn rõ bốn cái đốm sáng đỏ rực. Chúng nhảy chồm lên cào mỗi lúc một mạnh hơn. Bà ngồi chết lặng, chờ đợi. Rồi cái tiếng trẻ con khóc ai oán lại vang lên. Tiếng hát ru nỉ non cứ văng vẳng trong đêm tối. Con ơi, qua một kiếp người, con xanh con đỏ, con cười thế nhân. Thế rồi hai con chó bỗng nhiên biến mất.
Bà thở phào nhẹ nhõm. Ấy nhưng chưa được bao lâu thì bà thất kinh khi ngoài cửa sổ có một bóng người đàn bà xõa tóc. Rồi gió nổi lên, những tiếng thân tre cọ vào nhau kèn kẹt rợn người. Cánh cửa sổ bật mở, trước mặt bà là khuôn mặt biến dạng của bà Hai, giọng nói the thé vang lên: "Con đàn bà độc ác, mày phải đền mạng cho mẹ con tao. Mày phải trả giá, rồi mày sẽ phải chết. Mày sẽ phải chết." Bà Hai bay qua cửa sổ, tiến lại phía bà nội của Đào, dí sát cái khuôn mặt biến dạng hôi tanh vào mặt bà mà cười lên man dại. Hai bàn tay bà túm chặt lấy cổ bà nội, nghiến răng trợn mắt bóp mạnh: "Mày đã bóp cổ con tao như thế này đúng không? Con đàn bà thất đức, mày phải đền tội đi." Phía dưới chân giường, con Lành tay cầm cái dây thừng thắt thòng lọng đang bước lại phía bà nội. Bà nội vùng vẫy la hét trong vô vọng. Bà thấy đau thắt ở bụng, rồi bà ngất lịm đi khi tiếng gà gáy vang lên đầu bụi tre. Gà gáy đến lần thứ hai, bà giật mình ngồi bật dậy, cảm giác đau nhói ở bụng vẫn còn. Bất chợt bà nhìn xuống giường, những vết máu chưa kịp khô. Đáng sợ hơn là cái xác của con bà đã thối rữa nằm bên cạnh bà. Bà nội bật ra, hai tay chắp xin cúi đầu: "Tha cho tôi, mẹ con cô tha cho tôi biết tội của tôi rồi. Tha cho tôi xin các người tha cho tôi." Khi bà ngẩng lên thì kỳ lạ, mọi thứ biến mất. Ấy thế nhưng cơn đau ở bụng với cánh cửa sổ đang mở toang cho bà biết rằng bà không hề ngủ mơ. Trời đã sáng rõ, bà bước ra phía cửa sổ. Dưới đất, những vết chân chó hẳn lên rõ ràng. Mặt kính bên ngoài cửa sổ, những vết cào chẳng chịt. Bước ra chuồng chó, cái mùi hôi tanh nồng nặc phả vào mũi bà. Bà ôm ngực cúi, nôn ra những cục máu đen xì xì lẫn với cái thứ nước nhảy nhụa tanh hôi như bùn dưới ao vậy. Trưa hôm ấy, ông nội trở về dẫn theo một người đàn ông độ ngoài 50, trên tay xăm những dòng chữ và những hình thù quỷ dị. Vừa bước vào nhà, người đàn ông ấy bỗng khựng lại, mặt biến sắc, chép miệng: "Oán khí nặng quá rồi." Rước hai người vào nhà, bà nội vui vẻ pha trà. Khi nhìn thấy bà nội, người đàn ông kia mặt biến sắc hơn, nhíu mày. Sau khi cơm nước xong xuôi, ông nội dẫn ông ta đi một vòng quanh nhà. Tới chỗ cây mận và chuồng chó, ông ta đứng một lúc thật lâu, lẩm nhẩm những câu từ không rõ nghĩa, rồi quay trở vào. Ngồi yên vị trong nhà, ông nhấp một ngụm trà, rồi chậm rãi nói: "Nhà này oán khí rất lạ, có ba con vong quỷ đang tác oai tác quái ở đây. Chúng nó chỉ muốn đòi lại công bằng thôi. Nhưng cái sai của hai người là để một thời gian quá dài, âm khí ám vào nhà bà quá nặng rồi. Những người chết oan không được đầu thai, cũng không được chấp nhận, cho nên họ lang thang oán hận, tìm cách trả thù bắt người đòi mạng. Cái sai của nhà bà là ném xác thai nhi cho chó ăn. Tiếp theo là ông bà thờ đứa con trai chết yểu trên bàn thờ. Thực ra đứa con trai đó không phải là người đâu, mà là vong của cái thai nhi khi xưa nhập thể lộn lại mà trả thù đấy." Nghe người đàn ông nói, ông nội của Đào chết lặng, đưa ánh mắt giận dữ nhìn vợ. Bà nội cúi đầu quay sang hỏi: Hai con chó nhà tôi, chúng nó dạo này lạ lắm." Người đàn ông cười khẩy trả lời: "Từ khi ăn thai nhi, chúng nó thì không còn là chó bình thường nữa, mà trở thành khuyển tinh rồi." Nói xong, ông ta rút một lá bùa, châm một que nhang, vẽ loằng ngoằng lên lá bùa, rồi đốt hòa vào nước, đưa cho bà nội uống. Ông đưa cho bà một cái vòng kết bằng chỉ ngũ sắc để đeo vào tay. Vừa uống xong cái thứ nước mà ông ta đưa, bà nội lôn ra những cục máu thâm đen rồi ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy thì người đàn ông và ông nội đang ở ngoài vườn đốt hình nhân và tiền vàng mã. Ông ta lập lại bát nhang cho gia tiên, lập thêm ba bát hương nữa để thờ con Lành, bà Hai và đứa bé. Về phần hai con chó, ông ta bảo bà đi mua một ít thịt chó về
băm ra cho ông ta. Bà nội thắc mắc lắm nhưng vẫn làm theo, băm ra theo lời ông ta nói. Ông ta đổ một lọ nước màu trắng đục vào chỗ thịt chó đã băm sẵn, trộn với cơm cho hai con chó kia ăn. Vừa ăn xong thì cả hai con gầm gừ cắn xé nhau, rú lên những tiếng thê lương rồi ngã vật ra. Ông ta mở khóa, nhét vào miệng mỗi con một lá bùa, đem chôn mỗi con một góc vườn, quay đầu ra ngoài, hướng chân vào trong. Ngày hôm sau, ông nội cho người về xây lên một cái miếu ở cuối vườn, nằm giữa cái chỗ chôn hai con chó. Ngày rằm, mùng một, ngày giỗ, ông bà Đào luôn sắm đủ hoa quả, bánh trái, xôi thịt ra mà khấn vái vậy. Rồi những cơn ác mộng lặng lẽ đi qua. 4 tháng sau thì bà nội lại có thai, sinh ra bố Đào. Năm ấy bà mới 34 tuổi. Mọi chuyện cứ ngỡ là bình yên, cho đến khi ông nội của Đào lại phải lòng một cô Đào hát. Cô này là người ở Châu Đốc, nghe bà nội kể lại là cô ấy đẹp lắm, có nét đẹp quyến rũ, ma mị. Ông mang hết tiền bạc chu cấp cho cô ta, nghe cô ta về đay nghiến hành hạ bà nội. Nhưng chẳng bao lâu, vì hao tốn quá nhiều tiền của, ông cũng quay trở về yên phận bên bà nội. Nhưng từ khi trở về, ông nội lại trở nên kỳ lạ. Đêm đêm, ông không ngủ, cứ quay mặt vào tường nói chuyện cười nói một mình. Ngày thì ngủ li bì, bỏ ăn bỏ uống. Người ông dày gầy rạc đi, xanh xao như tàu lá chuối. Có những vết lở loét những mảng thịt, thối dần, chảy mủ, dòi bọ lúc nhúc. Bà nội hoảng lắm, mời hết các ông lang có tiếng. Nhưng tiền bạc thì hết, mà bệnh tình thì không thuyên giảm. Ông cũng không ăn không ngủ, ngày đêm cứ khóc rồi lại cười, tự cào cấu cắn xé những mảng thịt trên người mình. Bà nội nhớ hôm ấy là ngày rằm tháng 9. Ông nội trở nên tỉnh táo, vào phòng nhìn bố của Đào hồi lâu rồi ra nói với vợ: có người tới đón tôi rồi, chắc tôi phải đi đây, bà với con ở lại sống cho tốt. Nói rồi ông lững thững bước ra vườn chỗ cái miếu thờ bà Hai, rồi quỳ xuống mà xì sụp khấn vái. Sáng hôm sau, bà phát hiện ra ông chết đau đớn ở bụi tre gần cửa sổ phòng bà, mắt trợn ngược, răng cắn chặt vào môi, trên mặt những vết cào vẫn còn rớm máu. Trong ngày tang lễ của ông, rất đông người làng đưa, anh em họ hàng đến chia buồn. Loáng thoáng trong đám đông ấy, bà nhìn thấy một người phụ nữ có làn da trắng bệch, đôi mắt u uất, cay độc, cứ nhìn chằm chằm về phía bố của Đào. Ánh mắt ấy ẩn chứa đầy âm mưu và toan tính. Bất chợt bà nội thấy rờn rợn, ôm chặt bố của Đào vào lòng. Di ảnh của ông nội bỗng dưng đổ ụp xuống, nhang đang cắm trên khúc thân chuối cháy bùng bùng. Mặt trời bỗng bị đám mây đen che khuất, gió kéo theo sấm chớp ầm ầm và mưa bắt đầu xuống như chút nước. Mọi người hốt hoảng nhốn nháo, bà nội đưa mắt tìm trong đám người nhưng tuyệt nhiên không thấy người phụ nữ lạ mặt kia đâu nữa. Bà lo lắng, hoang mang, người phụ nữ ấy sao lại có thể biến mất nhanh như vậy? Cô ta là ai? Tại sao lại xuất hiện trong đám tang của ông? Đêm hôm ấy trời vẫn mưa rả rích. Lâu lâu những tia sét lại lóe lên sáng rực như muốn xé toạc bầu trời một cách nặng nề tăm tối. Đèn trong nhà bỗng dưng vụt tắt. Một cơn gió lạnh lùa vào, bà đứng dậy toan đi châm lại đèn thì bà chết sững khi thấy những bóng đen lù lù ở trước sân đang di chuyển vào. Bà dùng mình lùi lại phía sau, bám chặt vào đầu chiếc quan tài của ông đang đặt giữa nhà.
những bóng đen như trêu ngươi vẫn lặng lẽ bước lên thềm. Rồi tiếng gào thét, tiếng cười, tiếng trẻ con khóc hòa vào với nhau văng vẳng, nghe xa xăm như từ một cõi âm u lắm. Những âm thanh ấy như muốn trêu ngươi, thách thức bà. Bà thở gấp, nắm chặt hai tay rồi hỏi lớn: "Là ai?" Không có tiếng trả lời, nhưng những âm thanh ghê rợn kia im bặt, chỉ còn tiếng gió vẫn rít lên lùa cái hơi lạnh toát vào mặt bà. Rồi tiếng chó tru dài, xa xa có tiếng cú vọng lại. Những cái bóng đã tiến đến sát bậc cửa, nhưng có lẽ chúng không vào được trong nhà nên đứng yên như chờ đợi. Một tia chớp bỗng lóe sáng rực, bà hốt hoảng khi nhìn thấy người phụ nữ lúc trưa. Khuôn mặt cô ta đang lở loét máu me, ròi bò lúc nhúc, chỉ có đôi mắt là vẫn nguyên si u uất và cay đắng. Tất cả bỗng biến mất, không gian trở lại im ắng bất thường. Bà châm lại những ngọn đèn. Tiếng bố của Đào khóc thét lên trong buồng, bà lật đật chạy vào bế đứa bé lên, vỗ nhẹ vào lưng. Bố của Đào vẫn khóc và chỉ ra cửa sổ. Bà nội nhớ rõ là mình đã đóng hết các cửa sổ sau khi ru bố của Đào ngủ. Nhìn xuống dưới chân, chỗ mình đang đứng, bà hốt hoảng khi thấy có một vũng nước đọng lại, chứng tỏ là có ai đó đã vào phòng đứng nhìn con của bà ngủ. Bà vội vã bế đứa bé ra ngoài, đốt nhang cho gia tiên và ông nội, rồi lầm rầm khấn vái. Lúc ấy mọi người cũng dậy để chuẩn bị công việc đưa ông ra đồng vào sáng sớm ngày. Bà nội bế đứa bé vào buồng, dỗ cho nó ngủ, rồi bà ngủ quên lúc nào không biết. Trong giấc mơ, bà mơ thấy ông nội, ông kêu lạnh và không vào được nhà. Lúc nãy nhân lúc các vong kia đi vào nhà, ông cũng lẻn vào để nhìn con. Nếu không có ông thì bà hai đã về bắt bố của Đào đi, vì nghiệp mà nhà ông để lại quá nặng. Bà nội hỏi ông về người phụ nữ trong đám tang. Ông nói đó chính là cô Đào Hát mà ông đã từng mê muội. Nhưng ông không ngờ là cô ta đã dùng bùa ngải để kiếm tiền từ ông và những người đàn ông khác. Khi ông bỏ cô ta để quay về với bà, không lâu sau đó cô ta cũng chết vì bị ngải quật. Còn ông thì chết để đền những tội lỗi mà ông gây ra. Ông còn dặn bà là sau này gửi bố của Đào lên chùa, đến năm 13 tuổi thì hẵng đón về, nếu không thì dòng họ nhà ông tuyệt tự. Nói rồi ông ôm mặt khóc rồi bỏ đi. Ngày hôm sau, sau khi công việc của ông đã xong, bà vội vàng thu xếp đồ đạc đưa bố của Đào đến ngôi chùa gần nhà, gửi cho các sư ở đó. Bà trở về với ngôi nhà vắng vẻ lạnh lẽo và cả những cơn ác mộng triền miên. Bà hai vẫn hiện về dằn vặt bà, đòi con, đòi cả món nợ máu năm xưa mà bà đã gây ra. Vào cái đêm 49 ngày sau khi ông chết, nửa đêm bà nghe có tiếng lộp cộp ngoài sân. Tiếng lộp cộp càng lúc càng rõ và cứ loanh quanh ở trong mảnh sân nhà bà. Bà rón rén bước ra ngoài, lén nhìn qua khe cửa thì bà giật mình khi thấy một vị quan cưỡi một con ngựa đen cứ loanh quanh trong sân nhà. Bà chăm chú theo dõi, trên tay vị quan này cầm một cuốn sổ. Ông mở sổ, nhìn chằm chằm vào nhà một lúc, sau đó ông ta biến mất. Bà lạ lắm, rồi bà nhớ ra hình ảnh của phán quan. Thực chất thì trước đây bà chưa bao giờ tận mắt thấy, chỉ nghe mẹ của bà kể rằng nếu gia đình người nào có người chết đã hết duyên với cõi trần thì phán quan sẽ cầm theo một cuốn sổ trong đó có tên tất cả người còn sống trên trần đến trước cửa để xem xét và gạch tên của người đó đi. Nghĩ tới đây, bà chết lặng cả người. Không lẽ nào... Bà trở dậy, đốt nhang thắp hương ông, nhớ lại những lời ông nói với bà trong giấc mơ hôm ông mất. Bà trở vô buồng, nằm suy nghĩ đến những việc mà ông bà đã làm. Bà hối lắm. Với bà, mọi sự trừng phạt có lẽ bà sẽ chấp nhận hết. Trong thâm tâm, bà thầm cầu mong trời Phật đừng để cái quả báo ấy bắt con cháu bà phải gánh. Gia đình của bà tới ngày hôm nay đã là bất hạnh lắm rồi. Bà khóc, những giọt nước mắt xót xa hối hận và dằn vặt. Bà chăm lên chùa,
bà năng làm phúc bố thí. Những cơn ác mộng dần dần vơi bớt, tâm trí của bà nhẹ nhàng, thanh thản hơn nhiều. Thấm thoát 9 năm trôi qua, bố của Đào năm ấy 13 tuổi, 9 năm ở chùa ăn chay, nghe kinh Phật. Người ta cứ nghĩ một đứa bé như vậy ắt tâm tính sẽ phải thánh thiện hiền lương lắm. Nhưng tất cả mọi người và cả bà nội cũng nhầm. Bề ngoài bố của Đào thánh thiện hiền lương, nhưng thâm tâm cái dòng máu ác nhân nó vẫn cuồn cuộn chảy. Đón con về nhà, bà nội vui lắm, cứ nghĩ là tai họa đã dừng lại. Ấy nhưng không, từ khi ở chùa về, thời gian đầu bố hay lầm lì nói, nhưng hay lầm lì ít nói, nhưng cũng chẳng gây ra điều gì để bà phải buồn phiền bận tâm. Một thời gian yên bình như vậy cho đến một đêm, bà nội nhớ rõ hôm đó là đêm 14, trăng sáng, đang ngủ li bì, bà bị đánh thức bởi tiếng chó tru ghê rợn. Bà trở dậy bước sang buồng bên kia, chủ ý là xem con mình ngủ có buông màn cẩn thận không. Bước vào phòng, bà không thấy con đâu, thì nghĩ chắc có khi nó ra ngoài đi vệ sinh. Chờ một lúc không thấy nó trở vào, bà nội lo lắng, một linh cảm không lành thoáng qua trong đầu. Bà nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài. Đi tới đầu nhà, bà giật mình kinh hoàng khi thấy con mình đang quỳ trước cái miếu của bà hai, rì rầm nói chuyện với ai đó. Bà lặng người khi nghĩ đến, không lẽ bố của Đào lại giống ông nội rồi sao? Không thể, là không thể nào. Bất chợt bố của Đào quay phắt lại nhìn về phía bà đang đứng, nhưng bà lùi về phía sau, quay đầu đi thẳng vào trong nhà. Bà vào phòng nằm yên nghe ngóng. Sáng hôm sau, bà nhìn con bằng ánh mắt dò xét, nhưng bà không thấy có gì khác lạ trên mặt con, nên bà bình thản ngồi xuống nhấp một ngụm trà rồi lên tiếng nhẹ nhàng. Con về rồi, mẹ tính thuê người làm bếp, ý của con thế nào? Đứa con bình thản đáp, mẹ quyết như thế nào con nghe vậy. Mẹ có tuổi rồi, cũng nên nghỉ ngơi đi. Chiều hôm ấy, một người bà con xa dẫn tới cho bà hai mẹ con người đàn bà ăn xin khắc khổ, người mẹ độ ngoài 40 và đứa con gái 14 tuổi. Bà không ưng lắm nhưng vẫn giữ lại. Bà sắp xếp cho hai mẹ con ở cái bếp nhà nhỏ phía sau nhà. Thời gian cứ yên bình trôi đi cho đến năm bố của Đào 20 tuổi, bà nội đánh tiếng mai mối cưới vợ cho con. Lúc biết cái tin ấy, cô con gái bà bếp sững sờ lắm. Bà nội gặng hỏi nhưng bà bếp chỉ lắc đầu nói không biết. Bà sinh nghi, bắt đầu để ý đến sự khác lạ ở đứa con gái này. Tối hôm ấy, sau khi dọn dẹp xong, cô gái xách đèn đi tắm. Chờ một lúc, bà nội vòng ra phía sau nhà tắm, nhẹ nhàng nhìn vào, thì hỡi ơi, bà chết đến người khi thấy vết bớt đen trên đùi trái của cô gái. Cái vết bớt giống hệt đứa con của bà, không khác một chút. Bà bàng hoàng lặng đi, nhưng có một điều làm bà sững sờ hơn cả là cô gái đó có mang. Nhìn cái bụng kia thì bà nghĩ cái thai cũng phải độ 3-4 tháng. Vậy tại sao bà bếp lại giấu? Cái thai đó là của ai? Thôi chết rồi, bà vội vàng quay đi thì bắt gặp bố của Đào đang đứng sau lưng nhìn bà với ánh mắt khác lạ. Mẹ, mẹ có chuyện gì vậy? Bà bối rối trả lời, không có gì đâu, không có. Rồi bà đi nhanh về phía mẹ con bà bếp đang ngủ. Nhìn thấy bà bước vào, bà bếp thoáng chút hoảng sợ hiện ra trên nét mặt. Bà nội gặng hỏi thì được bà kể lại rằng cô gái không phải là con ruột của bà bếp. Một đêm mưa gió, không biết ai đó bỏ trước cửa căn chòi lá. Bà bếp không chồng nên động lòng thương, nuôi lớn cho đến bây giờ. Còn chuyện cái thai bà bếp cũng mới biết cách đây vài bữa. Con gái bà kể cách đây hơn 3 tháng, đêm đang ngủ ở trên giường bị đánh thức bởi những tiếng động lạ. Rồi như là bị thôi miên, cô cứ đi thẳng ra phía bụi tre rồi không nhớ gì nữa.
Đến lúc gà gáy thì cô tỉnh lại mới biết là mình ngủ ngoài bụi tre. Hốt hoảng quay trở lại vào nhà. Bà nội như chết lặng. Bất chợt bà nghĩ đến con trai mình. Như hiểu được suy nghĩ của bà chủ, bà bếp nói: "Mà bà ơi, cậu hai lạ lắm, đêm nào cũng ra quỳ rồi nói chuyện với ai đó ở cái miếu sau nhà á." Bà nội nhìn bà bếp không nói, quay đi, đầu óc choáng váng, lo sợ những linh cảm không lành bắt đầu bao trùm lấy. Sáng sớm hôm sau, bà xách nón ra đi từ sớm. Bà đi sang làng bên với cái ý định gọi hồn con lành để hỏi cho ra nhẽ. Đến nơi, ông thầy bói đang ngồi như đã đợi bà từ sẵn. Ông ngẩng lên nhìn bà. "Bà đừng nói cái gì cả." Ông châm nhang, tụng kinh, gõ mõ, gọi hồn con lành. Ông quay mặt lại, mắt nhắm tịt, người lắc lư. Bà nội ngồi sát lại nhìn kỹ mặt ông thầy. Ông ta bỗng nói: "Hôm nay bà gọi con lên làm gì? Nếu không vì làm theo lời bà thì con làm gì chết oan chết ức như vậy?" Bà nội sụt sùi: "Bà biết lỗi của bà rồi, bà thờ cúng con cẩn thận, con đừng oán trách gì bà. Bà về đi mà giải quyết cái thai cậu hai vừa gây ra. Bà về gọi người trấn yểm lại đất nhà bà đi. Cậu hai bây giờ đang bị bà hai sai khiến đấy. Bà hai với con bà ấy thành quỷ rồi. Thôi, con phải đi đây." Nói đến đây ông thầy bói ngã vật ra. Bà nội lo sợ cho cái gia sự lắm. Vừa ngồi dậy, ông thầy bói đã mệt mỏi phán: "Đất nhà bà nặng âm, nhiều oán, nghiệp báo nhà bà vẫn chưa trả hết. Rồi đây cái tai họa sẽ nối tiếp tai họa, cho nên bà phải nhanh lên, không thì..." Nói đến đây, ông thầy chép miệng, lắc đầu. Bà nội vội hỏi: "Dạ, thế bây giờ tôi phải làm như thế nào?" "Ở đời có vay ắt sẽ phải trả. Ân thì phải trả ân, oán thì phải đền oán. Cách tốt nhất là bà lập đàn, cắt hết, giải oan cho các vong linh oan khuất trên cái đất nhà bà đi, rồi trấn yểm lại thì mới yên được." Bà nội chào ông thầy bói, vội vàng ra về. Con đường về nhà lúc này cảm thấy như dài vô tận. Bước vào nhà, không khí ngột ngạt lo lắng bủa vây. Đầu óc của bà quay cuồng choáng váng khi nghĩ đến đứa con trai duy nhất của bà. Chẳng lẽ bà phải chịu cái nỗi bất hạnh như thế này hết quãng đời còn lại hay sao? Bà không cam tâm. Đang chìm đắm với những suy nghĩ miên man thì bà bếp mếu máo chạy lên kể lể là đứa con gái của bà ấy đi đâu từ khuya hôm qua không về. Bà nội trợn mắt hỏi lại bà bếp thì bà bếp sụt sùi khóc: "Tối hôm qua bà nghe thấy con gái nằm quay mặt vào tường khóc. Em có hỏi nó nhưng cô ta nó không nói gì. Rồi em ngủ quên, sáng nay dậy thì không thấy con em đâu. Em nghĩ là nó đi chợ, nhưng mà giờ này còn chưa về." Bà nội chết lặng một hồi lâu, xua tay ra dấu cho đập bà bếp đi xuống. Chiều đến, bà giả vờ kêu mệt vào buồng nghỉ sớm, nhưng thật ra bà muốn rình xem đứa con duy nhất của bà đang dở trò gì. Bà cũng muốn tìm câu trả lời cho những hoài nghi chất chứa trong lòng bấy lâu nay. Khi màn đêm buông xuống, tiếng dế bắt đầu vang lên đều đều róc rách, bốn bề tịch mịch. Bà nghe tiếng bước chân đều đều đi qua đi lại trước buồng. Bà nín thở chờ đợi, nhưng tiếng cái tiếng bước chân ấy vang lên xa dần, tiến về phía nhà ngoài. Mồ hôi vã ra như tắm, bà nội bước xuống giường, nhẹ nhàng xỏ dép, rón rén tiến về phía cửa sổ. Bà chết sững người khi nhìn thấy bụi tre, có một bóng người đang loay hoay đào bới. Nhìn một hồi lâu, bà nhận ra cái bóng người ấy không ai khác, chính là con trai của bà vậy. Đào bới một lúc, người đàn con trai nhấc lên một vật gì mà bà không thể nhìn rõ. Bà chăm chú quan sát,
bởi ngay lúc này bà cũng hoảng sợ không biết xử trí như thế nào. Một lúc sau, người thanh niên ôm cái vật ấy đứng lên nhìn ngó xung quanh rồi tiến về cái miếu thờ bà Hai, đặt vật ấy lên cái bàn thờ trong miếu bố. Người thanh niên châm nhang quỳ xuống vái như bổ củi, rồi quỳ ở đó một lúc lâu như trò chuyện với ai đấy mà bà nội không thể nghe được. Tiếng chó tru lại vang lên từng hồi dài não nề, ghê rợn. Người thanh niên ôm vật đấy chôn vào chỗ cũ, lấp đất cẩn thận, quay trở vào nhà. Bà nội luống cuống hốt hoảng quay vào giường nằm im, cố gắng bình tĩnh và thở đều đều như đang ngủ. Những ngày sau đó, bố của Đào lạ lắm. Ban ngày thì ở lì trong phòng, không ăn không uống. Đêm đến thì cứ lang thang ngoài vườn đào bới, khấn vái, chuyện trò với cái miếu. Cô con gái bà bếp từ hôm ấy vẫn không trở về. Bà bếp lo lắng, người gầy rộc đi. Rồi bà bếp nặng nặng khẳng định là con gái mình đã chết, vì bà mơ thấy cô ấy về đứng khóc ở đầu giường, cả thân người ướt sũng nước, đầu tóc rũ rượi. Nghe thôi mà bà nội nổi cả khai ốc. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Quay lại phía bà bếp, bà trấn an: "Ấy, thì bà nghĩ nhiều quá, lên lẩn thận, cứ bình tĩnh, tôi thu xếp rồi cho người đi tìm nó về." Đêm hôm đó, bà nội lại gặp ác mộng. Trong mơ, bà thấy mình đi loanh quanh trong vườn nhà, nhìn thấy con trai mình đẩy con bà bếp xuống cái giếng bỏ hoang trong góc vườn, cái xác bị rạch bụng lòng thòng cả một mớ ruột gan đến kinh dị. Bà nghe tiếng trẻ con khóc, tiếng cười sặc sặc của bà Hai, tiếng nói xa xăm văng vẳng bên tai: "Mày sẽ phải trả giá, con mày, cháu mày sẽ phải đau khổ sống mà không bằng chết." Đúng như trong giấc mơ của bà, con gái của bà bếp được vớt lên từ cái giếng. Thân thể nhợt nhạt trắng bệch, da thịt giữa nát, kinh khủng hơn là cái bụng bị rạch, cái bào thai trong bụng cũng biến mất. Bà bếp kêu gào đến ngất đi, riêng bà nội thì mặt cắt không còn một giọt máu. Bà cảm thấy sợ hãi thằng con trai của bà tột cùng. Bà trở vào nhà, thắp nhang trên bàn thờ gia tiên, lẩm bẩm kêu cầu. Mọi chuyện xảy đến dồn dập khiến bà mất ăn mất ngủ. Lo chôn cất cho con gái bà bếp xong, bà cho người lấp cái giếng và nhớ lời dặn của ông thầy bói. Bà lặn lội xuống tận Châu Đốc để mời ba vị sư và hai vị thầy pháp về cắt kết giảng để giải oan cho các vong hồn trên đất nhà bà. Bà cũng không thể chịu đựng thêm một ngày nào nữa. Cái cớ sự ngày hôm nay là do bà. Cái nỗi ân hận dâng cao dằn vặt từng ngày từng giờ từ sâu trong tâm khảm mà vọng lại. Khi mọi người vừa bước vào nhà thì người thanh niên con trai tái mặt bước vội vào trong nhà tránh mặt. Ngày hôm sau, bà nội sắm sửa hoa quả, bánh trái, trầu cau trầu, xôi gà, tiền vàng, ngựa, gạo muối để lập đàn lễ. Đàn lễ diễn ra 3 ngày 3 đêm. Trong thời gian đó, người thanh niên cứ ngủ li bì mê man. Khi tỉnh dậy cũng là lúc đàn lễ kết thúc. Bà nội thở phào nhẹ nhõm, nhưng bà quên mất cái thứ mà con của mình chôn dưới bụi tre chính là cái thai của cô con gái bà bếp. Và chính cái thai nhi ấy nên những trái ngang vẫn tiếp tục ập đến với gia đình bà. Những ngày tháng sau đó, bố của Đào lại trở lại bình thường, nhưng bà nội vẫn không hiểu sao cứ đêm rằm mùng một là con của mình lại điên loạn, mất kiểm soát, cứ lang thang nói cười gào khóc ở quanh vườn. Và bà cũng nghe tiếng trẻ con gào khóc, tiếng khóc như tiếng mèo con rít lên rùng rợn từng chặp. Ấy rồi bố của Đào bỏ đi trong một đêm mưa gió. Bà nội khóc hết nước mắt nhưng cũng chẳng biết tung tích của con ở đâu. Còn lại một mình trong căn nhà vắng vẻ, bà nội vẫn hy vọng rằng con mình sẽ trở về. Nhưng cái hy vọng mong manh ấy vụt tắt vì đã 3 năm trôi qua, bà mòn mỏi không thấy bóng dáng con về.
bà cũng chẳng còn nước mắt để mà khóc sau bao nhiêu oan trái cuộc đời. Nhưng tia hy vọng cuối cùng vụt tắt thì bà mới biết trời không tệ bạc. Bố của Đào về dẫn theo một người phụ nữ có khuôn mặt trầm buồn nhưng ánh mắt sắc lạnh như dao. Bà liếc vội cái bụng to lùm lùm của cô ta rồi quay trở vào nhà. Bà lo nhiều hơn mừng, vì trong ký ức của bà, cái xác của cô con gái bà bếp lúc vớt lên từ dưới giếng không bao giờ bà quên được. Bà cầu trời khấn Phật cho tai ương đừng đập ập xuống cái gia đình bất hạnh này nữa. Thời gian trôi qua nhẹ nhàng, rồi người phụ nữ kia cũng sinh ra một bé gái kháu khỉnh, bụ bẫm. Bà đặt tên đứa bé gái đó là Đào. Đứa trẻ ấy có một vết bớt đen ở trên đùi trái. Ngay khi đứa trẻ vừa được chào đời, bà nội của Đào rùng mình khi nhìn thấy cái bớt. Sự ám ảnh đáng sợ ở trong cuộc đời của bà. Bà thở dài liếc mẹ Đào rồi quay đi như để che giấu sự sợ hãi đang dâng lên ở trong lòng. Bước ra khỏi nhà, bà thắp nhang lên bàn thờ của ông. Bà cũng không biết là bà thắp nhang để báo tin mừng hay tin buồn nữa. Sự ám ảnh về cái bớt khiến bà trở nên khó chịu với mẹ của Đào. Cái thứ đàn bà không được họ hàng đưa rước chỉ mang những xui xẻo vào nhà của bà mà thôi. Mẹ của Đào chắc cũng hiểu những gì bà nghĩ nên cũng không dám nhờ vả hay là để Đào khóc làm ảnh hưởng tới bà nội. Còn Đào dường như biết thân biết phận hay vì một điều gì đó khác lạ mà không bao giờ hờn dỗi quấy nhiễu. Còn bà nội, từ khi Đào có mặt trong căn nhà ấy, những cảm giác bất an, những cơn ác mộng cứ bủa vây lấy bà, rồi những suy nghĩ độc ác với cái đứa cháu nội nảy sinh cứ lớn dần lên trong đầu của bà. Vào một đêm hè, trăng thượng tuần mờ ảo, bà tắt đèn lên giường, giấc ngủ chập chờn kéo đến. Thì bà nghe tiếng bước chân rất nhẹ nhàng trước cửa phòng của bà, rồi tiếng mở cửa rất khẽ. Một cơn gió lạnh ở đâu ùa vào, không khí lạnh lẽo, rùng rợn, đặc sánh, nặng nề. Xung quanh im lặng, bà nghe rõ nhịp tim đang đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cả người của bà bị đè nặng, tim nhói lên như bị ai siết chặt. Rồi cái tiếng trẻ con lúc thì vang lên the thé, lúc thì khàn khàn, đục đục, cứ vọng vọng. Bà nội ơi, bà nội ơi, bà nội, con đói, con lạnh lắm bà nội ơi, bà nội. Bà nghe tiếng khóc, tiếng cười, tiếng nói lao xao với một khuôn mặt trẻ con, hai mắt trắng dã, cái miệng nó cười ngoác rộng ra để lộ ra cái răng nanh trắng ợn, nhọn hoắt, lè cái lưỡi đỏ lòm lòm đầy máu me liếm vào mặt của bà, đánh xoạt một tiếng. Bà nín thở mở mắt trừng trừng, bà muốn hét lên nhưng lưỡi của bà cứng đơ lại, ú ớ. Bất chợt tiếng trẻ con ở phòng bên cạnh khóc thét lên. Tất cả mọi thứ kỳ quái, ghê tởm biến mất. Căn phòng chỉ chìm một màu đen đặc. Bà vội vàng trở dậy, châm đèn. Đèn sáng đập vào mắt bà là một vệt nước đen ngòm ngòm nhảy nhụa, trải dài từ chân giường tới cửa buồng của bà. Bà nội cầm đèn tiến về phía cửa buồng. Bà há hốc mồm kinh ngạc khi cái thứ nước đó vương vãi cả cửa buồng nơi mẹ con Đào đang nằm. Bà giật mình. Không lẽ cái thứ quái dị đó nó còn ở trong nhà mình? Thôi chết rồi, chắc
chắn chỉ có con đàn bà xui xẻo và cái đứa cháu lộn dòng của bà gây ra thôi, chứ không có ai khác cả. Nó cho con trai mình ăn cái thứ đồ dơ bùa ngải nên con mình mới mang nó về nhà để cho nó làm loạn. Nghĩ tới đó, máu nóng trong người bà nổi lên, khiến bà nghiến răng quay trở về phòng. Đi được vài bước, bà gặp bố của Đào đang bước vội vàng vào nhà. Bà nội trợn mắt nói lớn, cố ý để cho mẹ Đào nghe thấy: đàn bà con gái bộ chết hết hay sao mà con rước về cái thứ sao chổi này? Thứ đàn bà con gái chắc nết về đây chỉ có xui xẻo thôi, con muốn chọc cho mẹ tức chết hay sao? Rồi bà nện guốc xuống nền thật mạnh, quay đi vừa lầm bầm, mà bà không để ý tới cái ánh mắt u uất đỏ gằn gân máu và cái khuôn mặt xanh xao tiều tụy của bố Đào. Tiếng khóc trẻ con không ai khác chính là của Đào. Tại sao nó có thể xua đuổi và làm cho những cái thứ kia biến mất? Bà chằn chọc suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ. Ở bên ngoài, dưới bụi tre, có một vật gì đó đen thui đang nhẹ nhàng bò dần về phía cửa sổ. Sáng hôm sau, bà bắt mẹ con Đào xuống ở cái ngôi nhà phía sau bếp, nơi mà mẹ con bà bếp ở ngày xưa. Tận sâu trong thâm tâm của bà chờ thời cơ để hòng giết cái đứa cháu nội mà bà vốn xem là cái thứ lộn dòng xui xẻo. Những suy nghĩ toan tính hiện ra rối bời lẫn lộn trong đầu. Đêm hôm đó, bà trằn trọc chờ đợi. Khi mọi thứ đã chìm vào im lặng, bà trở dậy mở cửa, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Khi vừa đặt chân xuống sân thì có một cơn gió thổi mạnh vào mặt, cảm giác lạnh buốt xương tủy bủa vây lấy bà. Nắm chặt sợi dây thừng và con dao nhọn dùng để mổ lợn trong tay, đưa mắt về phía căn nhà nơi mẹ con Đào đang yên giấc ngủ. Đang định bước tiếp, bà giật mình hoảng sợ khi nghe tiếng chó tru văng vẳng đâu đây, tiếng khóc ai oán xa xăm vọng lại. Tiếp theo, một bóng người tóc tai rũ rượi đang từ từ tiến từ đâu về phía bà. Con dao rơi xuống đất vang tên lên tiếng vang khô khốc. Bà bất động như chôn chân tại chỗ, một cái suy nghĩ chết chóc thoáng qua trong đầu. Bà nhắm nhẹ đôi mắt như phó mặc sự sống của mình cho cái bóng trắng kia toàn quyền quyết định. Vì đối với bà bây giờ, sống chết còn mỏi mệt và đáng sợ ám ảnh hơn cả vào cõi chết. 5 giây, 10 giây nặng nề trôi qua, bà mở to đôi mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Mọi thứ im lìm. Vậy là bà chưa chết, hay nói đúng hơn là bà chưa được chết. Bà phải sống để trả hết những tội nghiệp mà bà đã gây ra. Cái suy nghĩ giết đứa cháu nội của mình cũng từ từ tan biến ở trong đầu. Bố của Đào vẫn sống im lặng trong căn buồng tối tăm, ổng mốc, bỏ ăn bỏ uống, người hốc hác, chỉ còn lại da bọc xương, làn da xanh mét như tàu lá chuối, nói cười như một người điên, nét mặt lúc trầm buồn u uất, lúc thì hiện lên sự độc ác căm thù. Hàng đêm vẫn lững thững thơ thẩn như một bóng ma quỳ lạy khấn vái, ngửa mặt lên trời mà cười những tràng cười man dại. Ngày tháng cứ thế trôi qua, bốn con người họ sống bên nhau dành cho nhau sự ám ảnh nghi ngờ. Nhưng điều làm Đào lo lắng nhất là mẹ. Mẹ càng ngày càng trở nên kỳ lạ. Mẹ hay thơ thẩn nhìn ra xa xăm, rồi mẹ khóc, cười, nói chuyện, và đôi lúc hát một mình với những câu vu vơ không đầu không cuối. Hồn ta vẫn đang phải nằm lẹn lẽo dưới giếng, thằng đàn ông khốn nạn độc ác, mày sẽ phải trả giá. Con mụ già thất đức, tao hận, tao căm thù cái dòng giống nhà mày. Tao đói, móc mắt con mày ra cho tao ăn đi. Tao đói,
Những lúc mẹ tỉnh táo, Đào cố gắng hỏi mẹ, nhưng nhíu mày rồi hỏi lại: con ngủ mơ như vậy hay sao? Nghe mẹ hỏi, vậy là có nghĩa mẹ không nhớ những gì mà mẹ đã nói, đã làm. Rất nhiều thắc mắc, rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong cái đầu óc 16 tuổi non nớt của Đào. Nhưng tới cái chuyện tại sao mẹ theo bố Đào về đây, mẹ còn chẳng nhớ nổi, thì làm sao mà trả lời cho Đào được. Tình trạng của mẹ càng ngày càng nặng, cho tới một buổi chiều, thoáng thấy bà nội của Đào đang đứng ở sân. Mẹ Đào không kịp xỏ dép, như một con thú hoang khát máu nhìn thấy con mồi, nhảy bổ ra sân, nghiến răng trợn mắt, lao về phía bà mà hét lên cái giọng the thé, rùng rợn: Hôm nay là lúc tao tính toán mọi ân oán với mày, mụ đàn bà thất đức. Tao sạch mặt mày, tao bóp chết con cháu của mày, tao giết sạch. Bà nội của Đào giơ tay túm lấy mẹ Đào, thì đột nhiên mẹ của Đào rú lên, máu trong miệng trào ra, mắt trợn ngược, ngã vật ra đất. Mẹ chỉ tay về phía gốc cây mận, nấc lên một tiếng. Lúc đó Đào quay sang nhìn bà nội, nơi cổ tay của bà đeo một cái vòng chỉ ngũ sắc đã bị đen đi mất một nửa. Chắc chắn mẹ đã chết vì cái vòng chỉ ngũ sắc đó. Đào mím chặt môi, nén tiếng khóc, tiếng trách móc. Bà nội luống cuống bước vội vào nhà, chỗ buồng của bố Đào mà hét lớn: Chết rồi, nó chết rồi con ơi, máu giời ơi. Trong phòng im lặng, không có tiếng trả lời. Khi bà quay ra thì một giọng nói lanh lảnh, rùng rợn vang lên từ đâu đó: Nó chưa kết thúc đâu, nó vẫn còn chưa kết thúc đâu. Đám tang của mẹ được tổ chức sơ sài, không được đưa lên nhà trên. Đào ngồi lặng lẽ dưới chân bàn thờ mẹ, được lập trong cái gian nhà sau bếp. Đào không khóc, ngồi suy nghĩ về tất cả những gì mà cô đã trải qua, đã chứng kiến. Một cơn gió lạnh thổi nhẹ qua, nén hương trên bàn thờ đã tàn một nửa, bị gió thổi đỏ rực lên, cả bát hương bùng cháy lên dữ dội. Đào hét lên: Mẹ ơi! Bà nội vừa lúc đó cũng bước vào, bà đứng khựng lại, quay sang Đào khẽ nói: Bỏ đó đi, lên trên nhà trên mà ở. Đẩy Đào ra khỏi cửa, bà đóng sập hai cánh cửa rồi khóa lại. Hai bà cháu vừa bước đến giữa sân thì bỗng cái ngôi nhà đằng sau bếp bốc cháy dữ dội. Những ngọn lửa bốc lên cao như là ai đó đang cầm can dầu mà đổ thêm vào vậy. Bước lên nhà trên, cảm giác u ám, lạnh lẽo làm Đào rùng mình. Bà nội Đào chép miệng, thở dài. Tối hôm đó, Đào ngủ trong phòng cùng bà nội. Nửa đêm, Đào tỉnh dậy vì như có cảm giác ai đập vào người mình. Khẽ mở mắt, như có một giọng thúc giục trong đầu, Đào nhẹ nhàng ngồi dậy, bước về phía cửa sổ, đưa mắt qua cái khe cửa. Đào thấy một ông già đang đi lại tìm kiếm một thứ gì đó trong vườn, trên tay cầm một bó nhang đang cháy đỏ rực. Đào quay lại giường, thấy bà nội đã tỉnh, mở mắt trừng trừng nhìn Đào với cái ánh nhìn đầy nghi ngờ. Đào đưa tay lên miệng ra hiệu cho bà nội im lặng, kéo bà về phía cửa sổ. Sau khi quan sát, bà sững người quay sang lắp bắp: Ông đạo sĩ, cái người này là ông nội con dẫn về đây một lần rồi, đêm hôm ông ta quay về đây làm gì? Bà nội nhận ra ông đạo sĩ này là khi ông nội dẫn ông ta về. Cái dáng đi của ông ta khá khác thường, bước đi khập khễnh,
nặng nề. Rồi cả hai bà cháu sợ hãi quay trở lại nằm yên trên giường để nghe ngóng. Sợ hãi, lo âu và cả cảm giác bất an theo Đào chìm sâu vào giấc ngủ. Ở trong mơ, Đào thấy mẹ mình bị trói, xích hai chân. Tiếng dây xích khua rộn ràng theo mỗi bước chân nặng nề của mẹ. Theo sau mẹ là một đám đầu trâu mặt ngựa nhốn nháo đứng dưới sân. Chúng tra hỏi, la hét. Ấy nhưng mẹ của Đào chỉ cúi đầu im lặng. Rồi bất chợt mẹ ngẩng phắt lên, chỉ tay về phía gốc cây mận. Đào lại mơ thấy bố. Trong tay bố ôm một cái hũ thủy tinh, bên trong là một thứ nước trắng đục. Hiện lên trong cái thứ nước ấy là một xác thai nhi với đôi mắt mở to, toàn là một màu đen kỳ dị. Đào sợ hãi khi ở trong chính ngôi nhà của mình, một ngôi nhà chất chứa những tàn độc, đau thương và oán giận. Nhưng với cái đầu óc ngây thơ, thánh thiện thì Đào nghĩ mọi chuyện sẽ sớm kết thúc, không đáng phải bận tâm nhiều. Vì Đào đâu có làm gì ác và cũng chẳng thù oán hay nợ ân tình với ai. Cho đến khi Đào được tận mắt chứng kiến hành động man dợ của bố mình. Ngày hôm đó, nhân lúc bố Đào không có trong buồng, Đào mở cửa lẻn vào với mục đích tìm hiểu câu trả lời tại sao bố tự nhốt mình ở trong căn phòng ấy. Để thỏa mãn cái trí tò mò phân vân bấy lâu nay, căn phòng tối om om lạnh lẽo, một cái mùi tanh hôi ẩm ẩm bốc lên lợn giọng. Cảm giác rờn rợn như muốn nuốt chửng mọi thứ. Một hơi thở nhẹ vào phả vào tai, Đào gai người rùng mình. Rồi một cái bóng đen cử động khẽ lướt qua trước mặt. Đào mở to đôi mắt, cố gắng tập trung vào khoảng không tối tăm, nhưng không thấy gì. Quay phắt lại phía cửa, Đào nghe tiếng lạch cạch mở cửa. Hoảng hốt, Đào lùi vội về phía sau, thì đôi chân nặng trĩu như có hàng vạn cánh tay đang níu giữ chặt. Đào cảm thấy toàn thân mình như sắp lún sâu vào một vũng bùn tanh tăm tối, lạnh buốt, đặc sánh và nhảy nhụa. Bỗng cả thân người Đào nhẹ bẫng, cánh tay phải như bị ai đó nắm lấy, kéo lên bước về phía góc tủ áo. Khi yên vị trong cái góc chật hẹp, Đào mới nín thở, căng mắt, run rẩy chờ đợi. Bố của Đào bước vào, châm ngọn đèn dầu vàng vọt, yếu ớt, nhẹ nhàng ngồi xuống giường, nhìn ngó khắp nơi, rồi cúi xuống thò tay vào gầm giường lôi ra một cái hũ thủy tinh. Đào sửng sốt vì nó hoàn toàn giống cái hũ ở trong giấc mơ mà Đào đã nhìn thấy, và cả cái thai nhi với đôi mắt trừng trừng đen thui. Bốn bề im lặng, tịch mịch, không khí nặng nề, căng thẳng bao trùm lấy Đào. Giơ cái hũ lên cao, bố ngắm nghía với ánh mắt đỏ rực man dại, thích thú. Đột nhiên, bố quay phắt đầu nhìn về phía góc tủ. Toàn thân của Đào như chết cứng, đóng băng khi nhìn sâu vào ánh mắt đó. Cái ánh mắt ma mị hung dữ, không phải thuộc về con người. Ngay lúc đó Đào chỉ muốn hét lên thật to để phá tan cái không khí ma mị và thoát ra khỏi cảm giác sợ hãi đang kìm nén trong lòng. Nhưng có một tiếng nói vang lên ở trong đầu. Im lặng là cách tốt nhất. Tốt nhất là im lặng. Đào hít một hơi thật sâu, thở thật nhẹ để tự trấn an bản thân. Ấy nhưng bình tĩnh làm sao được khi mà ngay lúc này đập vào mắt Đào chính là hình ảnh của bố nhẹ nhàng mở cái nắp hũ thủy tinh, nắm đầu cái thai nhi mà kéo ra, đưa cái thứ quái dị đó ngang tầm mắt, rồi cười lên một cách kinh dị. Cái tiếng cười vang vọng trong màn đêm ghê rợn vô cùng. Chưa dừng lại ở đó, ông vặn mạnh cái đầu thai nhi và rút nó rời khỏi cổ. Cái đầu kéo theo cả mớ phủ lục ngũ tạng, bốc lên cái mùi hôi thối tanh tưởi. Những giọt nước đen thui cũng theo đó mà nhỏ xuống nền nhà. Ông ném mạnh cái đầu xuống nền nhà. Bố nghiến răng xé đôi cái thân hình còn lại của nó ra, từ từ đưa lên miệng mà gặm, mà nhai, rồi trợn mắt nuốt ngon lành như là người ta đang ăn một cái đùi gà vậy.
Khi ăn hết phần thân, bố tiếp tục ngồi xuống nền nhà, nhặt cái đầu đưa vào miệng nhai ngấu nghiến. Nhìn cái mớ ruột lòng thòng từ từ bị bố nhai nuốt mà bụng của Đào quặn lên như muốn nôn hết tất cả những thứ trong bụng ra ngoài. Đưa tay bịt miệng, Đào thấy khuôn mặt của bố thay đổi một cách kỳ dị. Hai mắt của bố trắng dã, hai con ngươi lồi ra khỏi hốc mắt. Máu từ miệng nhảy ra không ngừng, nghe hàm răng nanh nhuộm đầy máu và phát ra cái thứ âm thanh khàn khàn, đục đục, xen lẫn cái tiếng nghiến răng gầm gừ rào rạo. Chúng mày phải đền mạng, phải trả giá, phải đau khổ thì tao mới hạ giận. Chúng mày phải đền mạng, phải trả giá, phải đau khổ thì tao mới hạ giận. Nói rồi, ông mở cửa, thẫn thờ bước ra ngoài. Tiếng cánh cửa đóng sầm lại làm Đào giật mình, đứng lên, vội vàng thoát ra khỏi căn buồng. Đêm hôm đó, Đào không thể chợp mắt được, vì những hình ảnh kinh dị ấy nó giống như một thước phim quay chậm, cứ tái hiện lại ở trong đầu. Không gian im lặng, tiếng thở của bà nội vang lên đều đều. Đôi mắt của Đào như là bị ai đó kéo xuống nặng trĩu, kèm theo những cái ngáp dài mệt mỏi. Rồi toàn thân nặng nề, lạnh buốt, đầu óc quay cuồng, nửa tỉnh nửa mơ, giống như là lúc người trần bị vong áp vậy. Những âm thanh ồn ào hỗn độn, tiếng cười, tiếng khóc ai oán, tiếng hát, tiếng trách móc vang lên bên tai. Bất chợt, một cái mùi nhang ở đâu đó phảng phất trong không khí. Đào dùng mình, đầu óc trở về trạng thái bình thường. Đào hít một hơi thật sâu, vẫn là cái mùi nhang ở đâu được chứ. Ngồi bật dậy, tiến về phía cửa sổ. Qua khe cửa, Đào lại thấy người đàn ông hôm bữa. Tay ông ta vẫn cầm một bó nhang đỏ rực khô liên hồi, đi lòng vòng quanh cái bụi tre. Đi được một lúc, ông ta tiến về phía gốc cây mận, quỳ sụp xuống cắm nhang, dùng tay đào bới, lôi lên một vật gì đó gói gọn gàng. Mà do là trời tối nên Đào cũng không nhìn được rõ. Xong rồi, ông ta vội vàng bỏ đi. Tiếng gió thổi mạnh, tiếng lá cây xào xạc, thỉnh thoảng những tiếng chó sủa rời rạc đứt quãng trong xóm vang lên. Đào quay trở lại giường, đánh thức bà nội dậy, kể cho bà nội nghe những gì mà Đào đã nhìn thấy. Sắc mặt của bà nội tái đi, bà lắp bắp: Là cái đầu của bà Hai. Đào nghe vậy thì sửng sốt: Bà nói cái đầu là cái đầu nào? Bà nội của Đào lắc đầu thở dài rồi im lặng. Đôi mắt của bà nhìn ra xa xăm lắm. Sáng hôm sau, Đào đi ra gốc cây mận, những vết đào bới bị lấp vội vàng hiện ra trước mắt. Đào nhớ lúc trước mẹ mất cũng có chỉ tay về phía cái gốc cây mận ấy. Hôm qua bà nội lỡ miệng nói ra rằng cái đầu của bà Hai. Lẽ nào xác của bà Hai ở dưới này? Mà bà Hai kia là ai? Sao lại chết? Những câu hỏi cứ hiện lên trong đầu của Đào. Cô nhớ lại lúc đầu óc và toàn thân cô nặng trĩu, cô loáng thoáng nghe được những câu từ: phải nhanh lên, muộn rồi, tìm người giúp. Đầu óc của Đào phân vân lắm, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra trong cái ngôi nhà này nữa. Đào tiến về phía cái miếu, vừa dừng lại thì toàn thân cô nặng trĩu, mí mắt sụp xuống. Cái cảm giác nặng nề giống như đêm hôm qua lại xâm chiếm lấy toàn thân, kéo Đào ngồi xuống đất.
hai chân xếp bằng, hai tay để ngửa trên đùi. Rồi cái cảm giác lạnh buốt quay cuồng toàn thân, như trôi bồng bềnh trong một khoảng vô định. Đào thấy mình bay qua một cánh cổng khá lớn, được xây giống như là cổng chùa vậy. Đứng gác ở hai bên là những con người có hình dạng gớm ghiếc kỳ quái và hung dữ. Phía dưới là một con đường lớn, trên mặt đường có đóng ba dấu ấn mà Đào chưa nhìn thấy bao giờ. Có rất nhiều người xếp hàng đưa ra một tờ giấy. Đào để ý chỉ những người có giấy cầm trên tay thì được vào, còn đa số là những người kia phải quay trở lại. Tiếp đến là một con đường khá dài, bốn bề tối mịt, được chiếu sáng bởi một hàng cây không có lá, nở hoa đỏ rực, nhìn như một con đường dài một tấm thảm máu vậy. Đào bồng bềnh trôi mãi, cho đến khi cả thân người rơi vào một không gian cô tịch. Ánh sáng xanh lẻ nhạt nhòa chặn trước mặt Đào là một tảng đá xanh to lớn. Trên tảng đá hiện ra những hình ảnh về ngôi nhà nơi Đào đang sống. Đầu tiên là cái cách sống cay nghiệt hà khắc với người ăn kẻ ở và với những người tới lui vay mượn của ông bà nội. Rồi hành động tàn ác của bà nội và cô lành đối với bà hai. Cho tới hành động rạch bụng con bà bếp, lôi cái thai ra ngoài, ném xác cô ta xuống giếng của bố Đào. Những hình ảnh đó nó hiện ra chân thực đến giận người. Đôi chân của Đào run rẩy, gắng gượng bước tiếp. Lúc này Đào thấy một cái đình rất lớn. Khẽ cúi xuống, Đào nhìn ngôi nhà vắng lặng, tiêu điều của mình. Bỗng nhiên nước mắt của Đào ứa ra, Đào khóc nức nở như một đứa trẻ. Quay đầu bước tiếp, Đào thấy một con sông nước đỏ như máu. Dưới nước là những cô hồn dã quỷ, những khuôn mặt ác độc kinh dị, những con trùng, con rắn đang nhung nhúc bơi lội. Những trận gió hôi tanh phả vào mặt Đào làm cảm giác thực đến lợn giọng. Đào cứ bước đi tới đầu một cây cầu. Đứng ở đây, Đào nhìn thấy một bà lão hiền từ phúc hậu đang trao vào tay cái đám người có khuôn mặt u tối, vô cảm, những chén nước màu trong suốt đầy tràn. Trong đám người ấy, ai uống nước thì được phép qua cầu, ai mà không uống thì phải quay trở lại. Đào cũng chẳng biết là họ quay trở lại rồi sẽ đi đâu. Tới lượt Đào, bà lão ấy quay lại giống như không hề có sự tồn tại của Đào vậy. Đào bước theo đoàn người đi qua cây cầu, tò mò liếc mắt xuống dưới. Đào thấy cây cầu này có ba tầng thu hẹp dần. Tầng trên cùng màu đỏ, tầng thứ hai màu vàng đen, tầng thứ ba là màu đen tuyền. Mọi người bị một bầy quỷ dẫn đi, nhưng ở tầng dưới cùng bị lôi xuống dòng nước bẩn thỉu, bị rắn, chó, cá sấu cắn xé chà đạp. Trong cái đám người ấy, Đào bắt gặp cả khuôn mặt một người đàn ông. Tuy khuôn mặt người này bị biến dạng, nhưng cái ánh mắt này Đào thấy rất thân quen, mà không biết đã gặp hay đã nhìn thấy ở đâu. Bỗng nhiên toàn thân của cô như rơi xuống một nơi lạnh buốt, ngột ngạt. Đào thấy những bóng người chân không chạm đất đi lướt nhẹ qua. Hình như là họ không bận tâm đến sự hiện diện của Đào. Rồi Đào thấy mẹ mình bị trói, bị canh gác bởi những tên đầu trâu mặt ngựa. Đến cả mẹ cũng không nhìn thấy. Đào vẫn cố gắng gào thét nhưng vô ích. Cả thân mình của Đào ngã sóng xoài ra đất. Đào mở mắt, tay chân tê cứng, toàn thân đau nhức ê ẩm. Đào nhớ lại những hình ảnh được nhìn trên tảng đá xanh mà bàng hoàng bước vội vào nhà. Đặt chân vào nhà, Đào ngẩng đầu nhìn bàn thờ. Đúng rồi, đúng là cái hình ảnh này. Người đàn ông mà Đào nhìn thấy chính là ông nội. Con người vẫn cứ nghĩ chết là hết. Ấy nhưng không phải vậy. Khi chết đi, linh hồn người ta vẫn phải trả nợ cho những cái suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Còn mẹ của Đào thì sao? Tại sao mẹ phải chịu những hình phạt đáng sợ như vậy? Ấy cũng dễ hiểu thôi. Người xưa vẫn có câu: trăm cái phúc nhà vợ không bằng một cái nợ nhà chồng. Cái tình thương, sự hiếu thảo dành cho mẹ cứ dằn vặt thôi thúc, răng xé ở trong con người của Đào. Về phần bà nội, khi biết được ông đạo sĩ tới lấy đi đầu của bà hai, bà lo lắng tột cùng.
Với bà sống từng này tuổi rồi, những chuyện luyện bùa nuôi ngải bà đã nghe như cơm bữa. Nhưng bà không ngờ mình lại được tạo cơ hội cho những cái kẻ tôn thờ ma quỷ có được thứ chúng muốn một cách quá dễ dàng. Còn đứa con trai duy nhất của bà, linh tính của một người mẹ báo cho bà biết rằng nó không còn là con của bà nữa. Nó đã trở thành một thứ gì đó mà mỗi khi nghĩ tới, bà lắc đầu run sợ. Đêm hôm ấy, Đào mệt mỏi đặt lưng xuống là ngủ thiếp đi, để mặc cho bà nội suy tư trằn trọc. Đến khuya, hai bà cháu giật mình bởi cái tiếng đập cửa ngắt quãng vội vã. Hai bà cháu im lặng bước ra ngoài. Tiếng đập cửa, tiếng chó tru vang lên từng hồi. Rồi cái cánh cửa nặng nề mở tung ra, hơi lạnh ùa vào trong nhà. Ngoài cửa là một cảnh tượng ghê rợn. Một cô gái tóc tai rũ rượi, toàn thân ướt sũng, phía dưới là cái bụng bị rạch ngoác kéo theo ruột gan lòng thòng, và những cái bóng đen thui không đầu tiến sát về bậc cửa. Bà nội giống như đã chai lì với cái nỗi sợ hãi, hoặc là bà có Đào bên cạnh làm bà yên tâm, nên nghiến răng trợn mắt mà quát lớn. Người thì phải xưng tên, ma quỷ thì phải xưng danh chứ, hà cớ gì mà vào đây làm loạn nhà tao hả? Hỏi vậy ấy nhưng bà biết rõ cô gái kia chính là cô con gái của bà bếp. Cô gái cười lớn mà nói bằng một cái giọng như vọng về từ âm ti địa ngục vậy. Bà quên nhanh thế sao? Tôi tới đây là để tìm con tôi, cũng là cháu nội của bà vậy. Bà nội của Đào thở hắt, ném mạnh chiếc bình vôi về phía cửa. Cái bình vỡ tan, cô gái và những bóng đen biến mất. Thật sự bà cũng rất muốn biết cái thai đó bây giờ là ở đâu. Dù gì thì đó cũng là máu mủ của nhà bà. Rồi bà nhớ lại cái đứa bé gớm ghiếc kỳ quái mà bà vẫn hay gặp trong mơ. Về phía Đào vẫn im lặng. Cô là người biết rõ câu trả lời, nhưng cô không muốn làm bà nội mình kinh sợ. Nhìn bà đã đủ tiểu tụy, đáng thương lắm rồi. Quay trở vào giường, không ai ngủ được nữa, nằm trằn trọc suy nghĩ. Đào nhớ ra khi còn sống, mẹ hay nhắc tới thầy Lưu, một ông thầy có tiếng ở cái miệt Châu Đốc. Ngày ấy mẹ dự định sẽ tới nhà thầy để xem tại sao ra sự trong nhà lại đảo đêm như vậy. Nhưng chưa kịp thực hiện thì tai họa đã ập tới. Nghĩ tới việc gặp được thầy, tinh thần của Đào phấn chấn. Trời vừa sáng, Đào trở dậy và ra đi. Khó khăn lắm mới tìm được đến nhà thầy Lưu. Vừa bước vào tới cửa, Đào gặp một thằng bé khoảng 12 tuổi. Vừa nhìn thấy Đào thì thằng bé nói lớn: "Chị là chị Đào phải không? Thầy tôi đợi chị từ sáng giờ." Đào nhíu mày hỏi lại: "Là đợi tôi sao? Hả?" Không chờ cậu bé trả lời, Đào bước thẳng vào. Vào tới nơi, Đào bị choáng ngợp bởi sự nguy nga rộng lớn của điện thờ nhà thầy. Thầy Lưu là một ông già đẹp lão, khuôn mặt quắc thước, đôi mắt sáng quắc, vẻ mặt nghiêm nghị. Vừa thấy Đào, ông nở một nụ cười hiền hậu rồi lên tiếng: "Cuối cùng con cũng tìm được đến đây, âu cũng là cái duyên, cái nợ." Đào chưa kịp hiểu gì, ông nói tiếp: "Đêm hôm qua lúc ta đang tụng kinh thì có vong một bà cô vào đây khóc lóc xin ta ra tay cứu lấy gia sự của người nhà bà ấy. Bà nói hôm nay sẽ dẫn cháu gái của bà tới đây. Ta chỉ lo là con không kịp tới, hóa ra là trời Phật vẫn còn thương." Đào gật đầu mỉm cười. Thầy Lưu hỏi tiếp: "Con rất giống một người nữ con nhang đệ tử của ta. Người nữ ấy được ta sang khăn xẻ bóng âm năm 16 tuổi, sau đó ăn lộc bói, đắc tài đắc lộc lắm. Ấy rồi tự nhiên bỏ xứ, bỏ điện thờ đi biệt tích, đến nay cũng phải độ hơn 20 năm rồi." Đào ngạc nhiên hỏi lại: "Có phải là người phụ nữ ấy tên là Huyền, người ta gọi là cô Tư Huyền phải không hả thầy?" Thầy Lưu gật đầu nhìn Đào
tỏ vẻ vui mừng. Không lẽ còn là con gái của đệ tử ta sao? Đào gật đầu kể lại cho thầy Lưu nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Mặt thầy Lưu biến sắc, thầy lắc đầu, thở dài. Tiếp đó thầy Lưu quay lưng lại, gõ mõ, tụng niệm những câu kinh mà Đào không rõ nghĩa. Xong xuôi, thầy tung hai đồng tiền đài lên. Hai đồng tiền quay tròn rồi nằm im trên chiếc đĩa màu xanh lam. Hai mặt đồng tiền sấp, thầy lại tụng kinh và làm lại hành động tung tiền, nhưng hai đồng tiền lại ngửa. Thầy lắc đầu, lẩm bẩm: nhà này nặng nghiệp quá rồi. Đến lần thứ ba thì hai đồng tiền một sấp một ngửa. Mắt của thầy nhìn ra xa xăm. Nhà con trùng tang, trong một năm đã chết hai người, oán hận cứ chồng chất, ấy không tháo gỡ thì nguy lắm. Đào tròn mắt lắp bắp: thầy ơi, có mình mẹ con mất chứ đâu có đến hai người ạ. Thầy thầy quay lại nhìn Đào lắc đầu: bố con, mẹ con đều mất cả rồi. Cái người mà con gọi là bố bây giờ thực ra chỉ là cái xác thối rữa được người ta áp một cái vong quỷ vào thôi. Lỗi cũng là tại bố con, sống ở chùa ăn chay niệm Phật ấy vậy mà vẫn bị cái thằng đạo sĩ ác độc dụ dỗ xa chân, nhúng tay vào tà đạo, bỏ nhà theo nó học thuật bùa ngải. Khi hắn phát hiện ra bố con có ý phản bội lời thề nhập môn, không nghe lời sai bảo, hắn quay lại nhà con để chiêu hồn những người chết oan với mục đích luyện âm binh, dùng bùa hại chết bố con. Sau khi mẹ con mất, cho một vong nữ phụ nữ bị giết chết một cách tàn độc oan ức mượn cái xác. May mà nhà con còn có bà cô tổ khôn thiêng che chở phù hộ độ trì, đưa đường dẫn lối cho con tới đây ấy. Không thì... Đào bàng hoàng nhớ tới cái mùi hôi tanh và hành động man dợ của bố khi ăn xác thai nhi. Nhớ lại cảm giác có người cầm tay kéo mình vào trong góc tủ áo. Thầy Lưu rung lên, nói tiếp: người đang ở trong xác bố con là bà Hai đấy. Cái người mà bị bà nội con giết, xác chôn dưới gốc cây mận, cũng là người mượn xác mẹ con với định trả thù bà nội, nhưng không được, bởi vì bà nội con đeo cái vòng ngũ sắc. Nhưng cái vòng đó cũng không còn tác dụng nữa rồi, khi người làm ra nó đã đi sai đường lạc lối. Nhưng chính cái tên đạo sĩ ấy, nó cũng không ngờ rằng cái vong của bà Hai càng ngày càng mạnh, để hắn không kiểm soát được. Hắn phát hiện bà Hai đã ăn cái thai nhi mà hắn đang tìm kiếm, không cam tâm để công sức mình bỏ ra bị một cái vong cướp mất trên tay, hắn quay lại nhà con để lấy cái đầu, để cho bà ta không đủ sức mà làm phản, mà vật lại hắn. Toàn thân của Đào vã mồ hôi lạnh. Đào nhớ ra hình ảnh con gái của bà bếp. Chưa kịp lên tiếng, thầy Lưu đã nói tiếp: con gái bà bếp sẽ không làm hại gì con đâu, nhưng mà cách tốt nhất thì con phải cầu siêu, gửi cô ấy lên chùa. Cô ta cũng tội nghiệp lắm, hồn phách không siêu thoát được, lại phải tuân theo mọi sự sai khiến của cái thằng kia kìa. Nghe đến đây, Đào thấy mọi chuyện quá sức phức tạp, lòng vòng. Đầu tiên là bà nội giết bà Hai, ném đứa bé cho chó ăn. Tiếp đến là chị Lành thắt cổ tự tử. Sau đó thì mời ông đạo sĩ kia về. Rồi tới việc hắn dụ dỗ bố của Đào theo nghiệp của hắn. Nhưng có một sự thật là mãi về sau này, tên đạo sĩ đó mới biết bố Đào là con của ông nội. Sâu trong lòng hắn lúc gặp bố Đào ở chùa, hắn chỉ muốn biến bố Đào thành một truyền nhân, một đệ tử chân chính mà thôi. Ấy nhưng ở đời xưa nay vẫn thế, cái ranh giới giữa thiện và ác nó vô cùng mong manh, con người ta không thể nào nhắm mắt trước kim tiền danh vọng. Việc tới cũng tới, thầy sai khiến trò làm việc ác, trò lại muốn giỏi hơn thầy, quay ra cắn xé tranh giành tàn sát lẫn nhau. Rồi bố Đào gặp mẹ Đào, một cô đồng xinh đẹp lương thiện, theo đuổi không được, nhẫn tâm mang tà thuật ra chiếm đoạt mang về làm vợ. Từ một cô đồng bói đắc tài sai lộc, mẹ từ khăn áo bỏ bản điện u mê theo bố về nhà, để rồi gánh chịu lấy cái thứ nghiệp báo nặng nề, chết vì nghiệp nợ nhà chồng hay chết vì cái nghiệp làm thầy mà tu không khéo cũng chẳng rõ nữa. Ấy phận đồng khổ lắm ai ơi, khăn đều áo thắm thủy chung cả đời. Phải chăng do mẹ có lỗi với nhà thánh, để rồi đến khi chết xuống cái nơi xa xôi ấy, mẹ bị đầu trâu mặt ngựa xiềng xích tra tấn. Đào lặng người một lúc lâu,
ngẩng lên nhìn thầy Lưu, khẽ hỏi: "Thầy ơi, bây giờ con phải làm thế nào ạ thầy?" Thầy Lưu châm tẩu thuốc, ông rít một hơi, nhả khói thật nhẹ. "Con là người căn cao số nặng, lại sát về âm phần địa phủ, nên dễ bị người âm mượn xác. Ấy về lâu về dài, cuộc sống sẽ vất vả lòng đồng đấy. Thầy khuyên con cứ sống đúng tâm của mình, giữ tâm thật sáng, lòng thật an, để tránh tâm xa tà lạc đạo, như là người xung quanh con mà nhìn đấy." Nói xong, thầy đứng dậy đưa cho Đào 5 đạo bùa, một chiếc vòng được làm từ gỗ đào, dặn khi trở về nhà thì dán bùa vào 4 góc, một cái còn lại thì chôn dưới gốc cây mận để bà Hai trả lại xác của bố Đào. Lịch khi lo xong hậu sự cho bố, Đào hãy dẫn bà nội xuống nơi gặp thầy. Đào bữa đứng lên, bước ra ngoài. Trời đã tối lắm rồi, tiếng dế kêu râm ran, lâu lâu từ đằng xa vọng lại những tiếng chó sủa đứt quãng. Thầy Lưu tiễn Đào ra cửa, vẫn nhắc kỹ: "Trên đường về nhà, con đừng có ghé vào đâu hết nghe chửa. Tuyệt đối không được quay lại đằng sau, nghe ai gọi cũng không được giả nhời." Từ biệt thầy Lưu, Đào bước ra về với tâm trạng hoang mang lo lắng, dạo bước thật nhanh trên con đường vắng vẻ. Cảnh vật được bao phủ bởi bóng tối tĩnh lặng im lìm. Đi được một đoạn khá xa, Đào lắng tai nghe thấy phía sau mình có tiếng bước chân, tiếng nói, tiếng cười lao sao. Đang định quay lại thì Đào sực nhớ lời dặn của thầy Lưu. Đào run rẩy nắm chặt hai tay và bước đi như chạy. Kỳ lạ, Đào đi nhanh như vậy mà tiếng bước chân khá gần. Cảnh tượng nếu như Đào quay lại sẽ đập vào mắt cái người đó vậy. Tóc gáy của cô dựng lên, khẽ rùng mình. Cô đi chậm lại thì một cái giọng đàn bà lạnh lẽo đằng sau vang lên: "Này cô dì ơi, chờ tôi với." Tim Đào đập rộn lên hoảng loạn, siết chặt cái vòng gỗ đang đeo trên tay. Đào cảm giác như hai chân mình đang quấn vào với nhau. Rồi một bóng người lướt nhẹ qua và tiến về phía trước. Đào ngẩng mặt lên, một người đàn bà mặc bộ quần áo bà ba trắng đang gánh hai cái thúng nước đi trước mặt Đào, dáng đi nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất vậy. Đào từ từ nhìn xuống dưới chân, sửng sốt khi cái ống quần trắng của bà ta chùm kín cả bàn chân và cách mặt đất khá xa. Một cơn gió thổi mạnh qua vạt áo của bà, tung bay hở ra cái mảng thịt đen sì biến dạng. Đào cắn chặt môi để không hét lên vì kinh sợ. Người đàn bà kia cứ bay lả lả trước mặt như trêu ngươi, thử thách lòng can đảm của Đào. Đào tò mò nhìn xuống cái thúng bà ta đang gánh, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt. Bà ta gánh một thúng đựng đầu người, những cái đầu người với đôi mắt trắng dã mở trừng trừng. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, bất chợt bà ta quay phắt lại, đưa khuôn mặt biến dạng nhung nhúc dòi bọ sát vào mặt Đào. Một cái mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Thần kinh của Đào như bị tê liệt, cơ mặt căng ra hết cỡ. Miệng của Đào cứng đơ. Bà ta nhe hàm răng nhọn hoắt, trắng ợn, cái miệng ngoác ra tận mang tai, cười ré lên cái điệu cười chói tai nhức óc. Ấy rồi biến mất vào không gian u tối ở phía trước. Đào thở hắt ra nhẹ nhõm, cố gắng bước đi nhanh hơn. Đào đi qua một rặng tre tối om om, cái bóng đặc quánh, nặng nề, khó chịu. Hít một hơi thật sâu khi nghe âm thanh cót két, kẽo kẹt của những thân tre cọ vào nhau khi gặp gió. Đào cảm thấy lạnh buốt, da gà nổi lên khắp người. Phía trên ngọn tre, tiếng du con ai oán, não nề vang lên văng vẳng trong cái không gian yên tĩnh của đêm khuya. Tóc xanh máu đỏ chan hoa.
thịt hồng xương trắng lá đà xung quanh. Con ơi con ngủ giấc lành, mẹ thời đi bay hồn linh quay về, bắt được đứa đứng đầu hè, đứa cười đứa khóc như là hồn Đào cảm thấy lạnh buốt, da gà nổi lên khắp người. Phía trên ngọn tre, cái tiếng ấy vẫn cứ vang lên, rồi tiếng cười, tiếng hét hòa vào nhau tạo lên mớ âm thanh hỗn độn, làm đóng băng toàn thân người nghe. Đào vẫn cố gắng bước thật nhanh, như là muốn trốn chạy những cái âm thanh thê lương kỳ quái đang phát ra bên trên đầu mình. Ấy nhưng càng cố gắng bước thật nhanh thì chân của Đào càng nặng trĩu như đeo đá. Những cái tiếng động lộp bộp nối tiếp nhau vang lên là tiếng của những chiếc đầu người đang được ném xuống, từ từ lăn về phía của Đào. Kèm theo là những cái tiếng cười lanh lảnh khúc khích của trẻ con đang tìm cách bước đi theo Đào. Đào cũng đang cố để bước, để không đạp vào những cái đầu đang mở mắt trừng trừng dưới chân, thì bỗng bị vật gì ươn ướt mềm mềm đập mạnh vào đầu. Lấy hết sức bình sinh, Đào trợn mắt lên nhìn, thì đu từ ngọn tre xuống là thân hình của một đứa bé không đầu, đưa qua đưa lại lúc liễu trước mặt Đào, lúc thì vút lên cao, lúc thì chịu xuống thấp. Tiếp theo là một cái đầu kéo theo một mớ ruột lòng thòng hôi tanh xà xuống. Tim của Đào như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đào không thể bước đi được nữa, đôi chân run rẩy chỉ chờ khuỵu xuống. Đào hét lên khi cảm thấy cổ tay của mình bỗng được nắm lấy rất nhẹ, dắt đi. Những cái cảm giác quen thuộc đã ngăn không cho tiếng hét của Đào toát ra khỏi cổ họng, khi mà mọi thứ kỳ quái bỗng biến mất. Đi được vài bước thì tới bến sông, đi qua sông đổ 10 phút là về đến nhà. Nhưng giờ này thì làm gì còn đò để mà sang, chỉ còn cách đi thẳng qua khu nghĩa địa mà về. Nghĩ đến đây, Đào chẳng đủ can đảm mà nghĩ tiếp. Đang đứng suy nghĩ thì từ dưới bến sông có tiếng mái chèo khua nước nhẹ nhẹ. Đào mừng rỡ toan chạy lại, nhưng cổ như bị ai giữ chặt. Đào đứng im bất động. Cái tiếng mái chèo dừng hẳn, cái giọng khàn đục trầm trầm nghe như từ xa xăm cất lên vang vọng. Cháu có sang sông không? Bà đưa đi, bà chỉ làm phúc thôi. Có sang không thì đưa đi nào. Liếc mắt về phía dưới bến sông, Đào nhìn thấy một bà lão, người gầy yếu, tiều tụy, khuôn mặt bị chiếc nón lá tả tơi che quá nửa. Đào thầm nghĩ, già yếu thế kia làm sao mà trèo được đò, đêm hôm khuya khoắt thế này chắc chắn là vong tà giả dạng đấy mà. Đào liếc nhìn bà lão một lần nữa thì đúng như những gì mà cô nghĩ. Bà lão đẩy nhẹ chiếc nón, lộ ra khuôn mặt trắng bệch nhăn nheo, khô đét. Hai cái hốc mắt hõm sâu, không tròng, đen thui. Máu từ hai hốc mắt nhều ra ướt đẫm chiếc áo trắng cũ kỹ, nhem nhuốc mà bà ta đang mặc. Kinh dị hơn, cái miệng của bà ta bị khâu kín, nhưng những tràng cười xa xăm cứ vọng lại văng vẳng trong đêm vắng. Đào tiếp tục tiến về khu nghĩa địa với mong muốn trở về nhà thật nhanh sau khi chứng kiến những thứ kỳ quái xảy ra. Bước chân vào khu nghĩa địa, cảm giác hồi hộp lo lắng bất an trào dâng ở trong lòng. Khu nghĩa địa này khá rộng, được bao bọc bởi những rặng bạch đàn lâu năm, càng làm cho cái không khí lạnh lẽo và tăm tối rít lên. Gió từng hồi, lâu lâu có tiếng chim cú gọi hồn vọng lại nghe ảm đạm và thê lương lắm.
Đào vẫn bước nhanh trên con đường mòn dẫn vào nghĩa địa. Càng đi sâu thì cái cảm giác lạnh lẽo rờn rợn càng tăng thêm, kéo theo sự lo lắng sợ hãi dâng trào muốn bùng nổ trong con người của Đào. Gió vẫn rít lên cuốn đám lá khô bay xào xạc. Đào giật thót mình trong tiếng lá khô, tiếng gió, tiếng vi vu của dặng bạch đàn, tiếng ếch kêu. Đào nghe tiếng bước chân rất nhẹ ở gần bên cạnh. Lắng tai nghe kỹ thêm một lần nữa thì tiếng bước chân càng ngày càng gần, lạo xạo lạo xạo. Đào toàn bỏ chạy, nhưng lúc này đôi chân lạnh buốt mỏi như không nhấc lên một cách linh hoạt được nữa. Đào ngửa mặt lên trời với hy vọng ông trời sẽ che chở bảo vệ cô thoát khỏi những ám ảnh vô hình đang lẩn khuất đâu đây. Đột nhiên Đào khựng lại. Cô nhìn thấy một bóng đen đang đào xới đất của một ngôi mộ dưới đất chôn. Những cái vòng hoa bị ném tung tóe. Cái dáng người này quen lắm. Dù trời tối nhưng Đào vẫn nhận ra là bố mình. Đào sợ hãi run lẩy bẩy, đầu óc choáng váng quay cuồng, nhẹ nhàng đưa tay bịt miệng. Dưới cái ánh sáng xanh lập lòe yếu ớt tỏa ra từ những con đom đóm chập chờn, Đào thấy bố đưa thứ gì đó vào miệng, nhai ngấu nghiến, mắt đỏ rực thỏa mãn, giống như được ăn thứ gì đó ngon lành lắm. Đào nín thở nhẹ nhàng bước về phía trước. Có một điều cô thắc mắc là khi cô bước qua bố mình, ông không hề có phản ứng. Có khi nào bố bị ai đó che mắt rồi không? Thoát ra khỏi nghĩa địa, Đào vui mừng như là tử tù được tha chết. Mọi mệt mỏi căng thẳng sợ hãi tan biến. Bước vào cửa, Đào toan cất tiếng gọi nhưng cửa không chốt. Đẩy cửa bước vào, Đào hoảng hốt khi thấy bà nội nằm bất tỉnh giữa nhà. Xung quanh là những mảnh vỡ của cốc chén, bài vị nằm ngổn ngang dưới nền. Đào gọi bà nội. Vừa mở mắt, bà nội vội vàng chắp tay van lạy. Tôi xin bà, là tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, tha cho tôi. Các người làm ơn đi đi, tha cho tôi. Đào gọi lớn. Bà ơi, con đi, con Đào đi mà. Lấy lại bình tĩnh, bà nội mới nói với Đào bằng cái giọng thều thào, ngắt quãng. Tối nay bà tắt đèn đi ngủ. Đang ngủ thì bà nghe tiếng cốc chén vỡ. Bà cầm đèn ra nhà ngoài thì thấy bố mày hai mắt đỏ rực, ôm cái đầu lâu mang chôn vào gốc mận, rồi trở vào nhà lầm lộn như con thú hoang bị chọc tiết, đập phá đồ đạc, ném tất cả mọi thứ trên bàn thờ xuống đất. Bà lên tiếng can ngăn thì bố mày chỉ tay vào mặt bà rồi chửi bới đòi mạng, đẩy bà ngã bất tỉnh. Chắc là bố mày bị bà hai nhập rồi. Kể từ đó thì bà nội sụt sùi òa khóc. Đào lấy ra năm đạo bùa làm đúng như lời thầy Lưu dặn. Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua, Đào vẫn không thấy bóng dáng của bố trở về. Khi vừa bước ra sân, mùi hôi thối bỗng bốc lên nồng nặc. Cái xác của bố đang phân hủy, ruồi nhặng bậu đầy nằm trước sân. Bà nội của Đào gào khóc vật vã, trách trời hờn đất tại sao lại nỡ lòng chút đau thương bất hạnh lên cái gia đình của bà. Lo xong hậu sự cho bố, Đào đưa bà nội xuống gặp thầy Lưu. Khi vừa bước vào, Đào nhìn thấy một vị hòa thượng mặt mũi phúc hậu. Đào kể lại mọi chuyện cho hai người nghe. Vị hòa thượng trầm ngâm một lúc rồi nói: A Di Đà Phật, con người khi chết ai cũng muốn được siêu thoát. Ấy ta cũng nên cầu siêu cho những vong linh ấy sớm được siêu linh tịnh độ, được đi đầu thai để sống cuộc sống no đủ vui vẻ hơn. Nhưng cái việc cầu siêu không phải là việc một sớm một chiều hay một lần
là xong đâu. Bà nội của Đào lên tiếng: Vậy trấn yểm và bắt vút nhốt vong lại có lẽ dễ hơn không ạ? Vị hòa thượng lắc đầu: Mô Phật, hà cớ gì mà ta lại làm cho oán thù chồng chất như vậy. Sau khi nghe vị hòa thượng giảng giải về nghiệp, về nợ, về nhân quả, cuối cùng bà nội của Đào chọn cách cầu siêu cho những cái vong linh oan ức. Hốt cho cốt của họ đem về gửi chùa, hàng ngày được nghe kinh Phật. Cái miếu thờ ở sau vườn được phá bỏ, miếng đất của ông bà được làm lễ đàng hoàng, điền hoàn long mạch, trấn yểm cẩn thận. Bát nhang của gia tiên cũng được vị hòa thượng bốc lại. Khi mọi việc hoàn tất, Đào mới nhớ ra ông đạo sĩ độc ác. Đào nói với thầy Lưu, thầy Lưu hiền từ: Người làm việc ác trời sẽ không tha đâu. Đào trở về nhà, ngôi nhà trải qua bao nhiêu sóng gió cũng đã được bình an. 2 năm sau, bà nội mất. Đào làm đúng như ước nguyện của bà, đưa bà lên chùa. Bà nội khuất bóng, ngôi nhà trống trải lạnh lẽo, một mình Đào lủi thủi ra vào. Bị ám ảnh bởi quá khứ, Đào quyết định sống nương nhờ cửa Phật nốt những ngày tháng còn lại. Đào vẫn nhớ lời thầy Lưu đã từng nói: Căn cao số nặng, rồi long đong vất vả lắm đây. Đào xuống tóc đi tu, hàng ngày ăn chay niệm Phật, trong tâm nhẹ nhàng thanh thản. Một ngày nọ, khi thức dậy mở cửa quét dọn, Đào thấy xác một ông cụ chết co quắp trước cổng chùa. Khi Đào và mọi người tới gần, Đào sửng sốt khi cái xác đó chính là ông đạo sĩ nọ. Ông ta nhắm mắt xuôi tay, không hề có con cháu bên cạnh, đói khát, bệnh tật. Ấy âu cũng là quả báo cho những hành động tàn độc, cho cái nghiệp mà làm thầy mà vụng tu, không biết đâu là nẻo đường ngay thẳng. Linh tinh qua cửa thần phủ, khéo tu thì nổi, vụng tu thì chỉ. Thời gian cứ thấm thoát trôi đi, cái ngôi làng ấy vẫn cứ yên lặng như vậy. Thế nhưng đâu đó người ta vẫn kháo tai nhau về những cái câu chuyện, về cái người đàn bà chết đau đớn, về những cái đứa con lộn dòng lộn cửa, về những cái tiếng ru ai oán vẫn cứ văng vẳng hàng đêm của những cái vong linh nào đó không được siêu thoát, cứ vắt vẻo lủng lẳng trên ngọn tre vậy.